Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 2031 không, không nhìn gì cả. Ngô Bình đang muốn sản xuất dòng xe năng lượng mới. Anh nói, xem ra anh phải đẩy nhanh tiến độ, trước tiên thử sản xuất mấy dòng xe động cơ hỗn hợp này mới được. Nói chuyện vài câu, Ngô Bình mới đề cập chuyện chính, Nhược Tuyết, manh mối em điều tra được là gì? Chu Nhược Tuyết, mấy hôm trước, em đi qua tỉnh tới Vân Kinh để bắt tội phạm. Ở Vân Kinh có cáo trạng, cấp trên đã mắng em một trận. Trong lúc tâm trạng không tốt, em gọi đồng nghiệp đi uống rượu. Lúc đi uống rượu, em có chú ý đến một người. Trên cánh tay kẻ đó có hình xăm một con ong thợ. Hình xăm đó em từng thấy trong ghi chép của bố, là hình xăm đặc trưng của thành viên quân phong. Ngô Bình, rồi em bắt kẻ đó sao? Chu Nhược Tuyết, em và đồng nghiệp khống chế kẻ đó nhưng hắn rất lì lợm không chịu khai gì cả. Vì không có chứng cứ nên ngày hôm sau em phải thả hắn đi. Hơn nữa cấp trên cũng không muốn em tiếp tục điều tra nên em mới cảm thấy rất bực mình. Ngô Bình, vậy kẻ đó hiện tại đang ở đâu? Chu Nhược Tuyết đáp, hắn ta vô cùng hống hách, mấy ngày liền hắn lượn lờ xung quanh em. Hắn còn giễu võ Dương Oai vì cho rằng em không làm gì được hắn. Ngô Bình, vậy chúng ta hãy bắt đầu từ kẻ này đi, anh sẽ khiến hắn phải nói sự thật. Hơn 10 giờ, hai người học đến Thạch Thành, họ dừng xe trên một con hẻm nhỏ. Chu Nhược Tuyết nói tên kia thường xuyên lảng vảng quanh đây nên có lẽ ở đây có xào huyệt của hắn. Đây là một con hẻm cũ kỹ, chỉ một chiếc ô tô đi vừa. Hai bên là những căn nhà kiểu cũ ọp ẹp, vệ sinh rất kém. Ngô Bình và Chu Nhược Tuyết đứng dưới cây cột điện trên hẻm nói chuyện, thi thoảng họ lại đưa mắt quan sát xung quanh. Hơn 10 phút sau, có mấy tên lưu manh đi tới bao vây hai người họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một tên nhìn Chu Nhược Tuyết, huýt sáo nói, người đẹp, về nhà anh chơi đi, anh cho ăn xúc xích. Bốp. Chu Nhược Tuyết tát bốp vào mặt hắn, tên lưu manh ôm mặt gào lên, lên cho tao. Đoàng. Một tiếng nổ vang lên, đám người kia bị đánh bay ra xa. Ngô Bình khẽ lắc người, bay ra xa hơn 100 mét, tóm lấy một gã thanh niên tóc vàng đang lấm lét nấp trong góc quan sát. Ngô Bình trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn, anh hỏi, đang nhìn gì vậy? Tên tóc vàng lúc này đã bị dọa sợ mất mật, sao Ngô Bình có thể di chuyển nhanh như vậy chứ? Hắn lắp bắp, không, không nhìn gì cả. Chu Nhược Tuyết cũng hú hồn, sao Ngô Bình đã chạy ra đó rồi? Cô cũng vội vã chạy về phía đó, nhìn thấy tên tóc vàng, Chu Nhược Tuyết lập tức nói, chính là hắn. Ngô Bình trầm giọng ra lệnh, quỳ xuống. Uy lực từ võ hồn của anh khiến tên tóc vàng run như cầy sấy, lập tức quỳ sụp xuống đất. Xưng tên đi, anh ra. Chương 2032 gọi điện thoại cho tên đó. Ngụy Hiền, nó giống như một tổ ong vậy, có ong thợ, ong chúa, ong quỷ, ong chiến binh, như tôi chỉ là ong thợ cấp 4, nghe lệnh của ong thợ cấp 3. Ngô Bình, vậy cậu có thể liên lạc với ong thợ cấp 3 chứ? Ngụy Hiền, có thể liên lạc, có điều địa điểm và thời gian gặp mặt hoàn toàn phải do ong cấp 3 quyết định. Ngô Bình, gọi điện đi. Ngụy Hiền lấy điện thoại ra, gọi cho cấp trên của mình. Điện thoại được nối máy, bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp, ong số 7, có chuyện gì? Ngô Bình nhận điện thoại, miệng thốt ra một tràng âm tiết, người kia nhíu mày, anh nói gì? Thế nhưng vài giây sau, đối phương lại bị sóng âm của Ngô Bình thôi miên, Ngô Bình ra lệnh, bây giờ nghe theo lệnh của tôi, nói vị trí của anh, sau đó ở cửa đợi tôi đến. Người kia lập tức báo vị trí, Ngô Bình mặc đồ ngụy trang, lái xe chạy đến. Khoảng cách hai nơi không xa, quãng đường chỉ chừng 20 phút. Chiếc xe dừng trước một khu dân cư cũ nát, ngay lối vào của một căn hộ ở tòa nhà số 2, một người đàn ông đang chờ đợi ở đó với ánh mắt đờ đẫn. Chính là ong thợ cấp 3 đã bị Ngô Bình thôi miên kia. Ngô Bình hỏi, có thể liên lạc được với cấp trên anh không? Người này gật đầu, có thể. Gọi điện thoại cho tên đó, Ngô Bình ra lệnh nói. Người này lấy điện thoại ra, gọi đi. Cứ như vậy, Ngô Bình thôi miên qua điện thoại, lần lượt tìm đến ong thợ cấp 2, còn cấp trên của ong thợ cấp 1 là một người có mật danh là ong đực số 7. Ong đực số 7 kiểm soát việc buôn bán ma túy trên toàn tỉnh Ca, quyền lực rất lớn, khi Ngô Bình nhìn thấy anh ta, mới biết đối phương là một cao thủ tiên thiên. Ong đực số 7 tên là Dương Tuyển, Ngô Bình khống chế anh ta, ba người cưỡi nhân bị quay về Thiên Kinh. Thủ lĩnh của quần phong,
vị ong chúa kia đang ở thiên kinh. Người đang bay trong không trung, Chu Nhược Tuyết vừa lo lắng vừa phấn khích, cô ấy nói, trời ạ, chúng ta đang bay. Ngô Bình, không cần phải kinh ngạc, đâu phải em chưa từng đi máy bay. Chu Nhược Tuyết liếc nhìn anh, có thể giống nhau được sao? Bây giờ em đang ngồi trên thảm bay. Trên một ngọn núi ở Thiên Kinh Bắc Giao, giữa lưng chừng núi đã được xây dựng mấy căn nhà, Dương Tuyển nhìn điện thoại, chủ nhân, chính là ngọn núi này, khả năng cao là ong chúa đang ở trên núi. Nhân bì chậm rãi hạ xuống, mấy người họ đáp xuống đất từ độ cao cách tầm 100 mét, Ngô Bình nói, Nhược Tuyết, tổ chức này nghiêm mật, nếu muốn đánh hạ nó thì phải dùng thủ đoạn giang hồ. Chu Nhược Tuyết gật đầu, em hiểu. Ba người đi về phía bên cạnh, Ngô Bình hỏi, Nhược Tuyết, bố em tên gì, sao lại bị họ hại chết? Chu Nhược Tuyết, bố em tên Chu Quốc Long, lúc đang điều tra Quần Phong thì bị bọn họ ám sát. Quần Phong rất ngông cuồng. Bọn họ còn để lại một mảnh giấy bên cạnh thi thể bố em, trên đó viết 5 chữ không tự lượng sức mình. Nói đến đây, khóe mắt Chu Nhược Tuyết bỗng ngậm nước. Ngô Bình, đừng quá đau lòng, bố sẽ hãnh diện vì em. Chương 2033 nơi này là xào huyệt của Quần Phong. Đến trước cửa lớn, họ nhìn thấy một người ngồi ngay cửa, bất động như một bức tượng. Ngô Bình đứng cách cửa lớn chừng 30 bước, đối phương lạnh lùng lên tiếng, là ai? Ngô Bình không hề dừng bước, chúng tôi nhận được tin báo, bên chỗ các anh có người tàng trữ ma túy, mở cửa ra. Nói rồi, anh lấy bộ đồng phục cảnh sát ra, bên trên có 2 đóa hoa bạc và 1 cành ô liu, chứng tỏ anh là sĩ quan cảnh sát cấp 2. Tuy không còn trong đội truy bắt tội phạm nhưng chức vị thì vẫn được giữ lại. Người canh cửa hừ lạnh một tiếng, cút ngay đi, không thì chết. Đối phương vô cùng ngông cuồng, rõ ràng không màng đến thân phận cảnh sát của Ngô Bình. Ngô Bình đã đi đến gần chừng 10 bước, anh quan sát người canh cửa, tên này để đầu chọc, cao chừng 1m7, hai vai dài hơn người thường rất nhiều, ánh mắt cay nghiệt, trông như một mãnh thú dạng người, vô cùng nguy hiểm. Còn không chịu đi, thì chết, hắn ta lạnh giọng nói. Ngô Bình chỉ liếc một cái đã biết người này luyện thông bối quyền. Bất kỳ quyền pháp nào được luyện đến cực hạn thì đều sẽ hình thành một vài đặc thù, anh có thể nhìn ra được quyền pháp kẻ này không hề thấp. Chó ngoan không cản đường, Ngô Bình nói, tay khẽ nâng lên, không khí bỗng nổ vang một tiếng, canh cửa bỗng cảm thấy nghẹt thở, sau đó cơ thể hắn ta bị luồng khí thổi bay, rơi xa mấy chục mét. Sau khi rơi xuống, sắc mặt hắn ta thay đổi hẳn, sợ hãi thốt lên, mày là đại tông sư. Ngô Bình không quan tâm hắn ta, Chu Nhược Tuyết thì lạnh lùng nói, anh ấy là võ thánh. Thân thể người canh cửa run rẩy, hắn ta lập tức quỳ xuống bỏ qua. Dừng trước mặt Ngô Bình, kẻ hèn bái kiến võ thánh đại nhân. Cầu xin võ thánh giải thích cho. Ngô Bình nhíu mày, anh bảo tôi giải thích cái gì? Người canh cửa nói, kẻ hèn luyện thông bối đã 31 năm, cảm giác chỉ còn cách cửa một bước cuối cùng là có thể đột phá để tiến vào cảnh giới quyền pháp đại thành, cầu mong võ thánh chỉ giáo. Ngô Bình cười lạnh nói, anh tâm thuật bất chính, không xứng nhận sự chỉ giáo của tôi, cút. Người canh cửa vô cùng thất vọng. Nói kẻ hèn chỉ là người canh cửa mà thôi, những chuyện khác đều không biết nhiều. Ngô Bình, thân anh đầy tội lỗi, số người từng giết chết không 10 thì cũng đến 8, hung đồ như anh, tôi sẽ không chỉ điểm. Lúc này cửa lớn mở ra, có người quát, ai đang làm ồn quá vậy? Đó là một người đàn ông trung niên, chừng 40, hai tay trong suốt như ngọc, hơi thở còn mạnh hơn người canh cửa vừa rồi. Gã ta nhìn thấy người canh cửa đang quỳ dưới đất thì chợt kinh ngạc, mày đang làm cái gì vậy? Người canh cửa ngẩng đầu, võ thánh, anh ta là võ thánh. Người trung niên đột nhiên sởn cả tóc gáy, nhìn Ngô Bình, giống như cừu non gặp phải hổ lớn, cả người đều run rẩy. Ngô Bình bình tĩnh. Chương 2034 trên đời, thật sự có võ thánh sao? Người trung niên liếc nhìn ra sau, khẽ nói, võ thánh đại nhân. Bên cạnh ong chúa có một yêu thú. Ngô Bình không chỉ không sợ, mà trái lại ánh mắt sáng lên, yêu thú sao? Không hề gì, dẫn tôi đi. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ, chỉ đành dẫn đường về phía trước, người canh cửa cũng đứng dậy đi theo. Ngô Bình hỏi, anh tên gì? Người trung niên vội nói, kẻ hèn Hách Liên Chiến Anh. Đi lên trên núi mấy chục mét thì đoàn người đến một vùng đất bằng phẳng. Cách đó không xa chính là một căn nhà 3 tầng không quá lớn, khi còn cách căn nhà chừng 20 bước, Hách Liên Chiến Anh dừng lại, run giọng nói kẻ hèn không dám lại gần.
Ngô Bình hỏi, ông chúa ở bên trong. Hách Liên Chiến Anh gật đầu, đúng vậy. Bình thường, lúc ông chúa gọi ai, thì người đó mới có thể vào trong nhà. Ngô Bình nói, hai người cứ đợi ở đây. Anh cất bước đi về phía căn nhà. Cách căn nhà 10 bước, anh đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, là mùi máu thịt của con người. Cánh cửa lầu 1 mở ra, một ông lão cao lớn trông chừng 50, cầm một thanh thương sắt, ngăn ở trước cửa. Ông lão khí thế mãnh liệt, ho khan một tiếng rồi nói, người nào tới, báo tên đi. Ngô Bình liếc nhìn, nói, ông luyện thương, luyện đến kinh mạch phổi cũng hỏng rồi. Ông lão sững sờ, cậu biết. Ở phía xa, Hách Liên Chiến Anh nói, bá thương, vị này là võ thánh đại nhân. Ông lão được gọi là bá thương run cả người, không biết làm sao, mũi thương nện xuống đất. Trên đời, thật sự có võ thánh sao, ông ta lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Ngô Bình nói, tránh ra. Ông lão cắn răng, lại nhấc thương sắt lên nói, nếu cậu đã là võ thánh, vậy tôi cũng muốn cậu chỉ giáo vài chiêu. Mũi thương rung chuyển tựa như một con rắn, biến hóa khôn lường, đâm về phía Ngô Bình. Cây thương sắt này nặng hơn 100 cân, có thể dùng được như vậy, Ngô Bình cũng khá tán thưởng thương kỹ của ông lão, anh vươn tay túm lấy cây thương sắt. Ông lão a lên một tiếng, lòng bàn tay nóng rực, thương đã bị Ngô Bình cướp đi. Có thương trong tay, Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi nể mặt ông chỉ đơn thuần là võ giả, dũng khí rất đáng khen ngợi, vậy cho ông xem thương kỹ thật sự là thế nào. Vừa dứt lời, thương sắt bỗng lóe lên, trong không khí vang lên tiếng rồng ngâm kèm theo tiếng sét đánh nổ vang, bóng thương lại trông như thực chất, đâm về phía một tảng đá cao chừng 5-6 mét, hai người ôm mới nổi cách đó chừng 100 mét. Tảng đá nổ tung, uy thế bóng thương vẫn không giảm, lại xuyên qua một gốc cổ thụ 100 năm phía sau. Chương 2035 cứu mạng, tôi đầu hàng. Thấy vậy, ông lão chậm rãi quỳ xuống đất, cúi đầu. Một thương này của Ngô Bình, có dùng cả đời này ông ta cũng không thể với tới. Ngô Bình ngẩng đầu nhìn lầu 3, lạnh lùng nói, đi ra đi. Cửa trên lầu 3 mở ra, một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi đi ra, trên vai ông ta có một con chuột lớn nằm đó, đôi mắt đỏ như máu nhìn Ngô Bình chằm chằm. Con chuột già này còn to hơn cả mèo nhà, cái đuôi dài chừng nửa thước rũ xuống. Trên miệng nó vẫn còn dính máu, trông bộ dạng như vừa mới ăn thịt uống máu xong vậy. Người đàn ông nói, dám đến tận cửa chém giết, cậu là người thứ ba. Ngô Bình, ồ, lúc trước cũng có người từng đến tìm ông sao? Người đàn ông cười nham hiểm, người thứ nhất, tự xưng là cao tăng tạng nguyên gì đó, có thể xuất khiếu âm thần, kết quả vừa đến đã bị khôi thần móc mắt, cuối cùng khôi thần đã ăn đầu ông ta. Người thứ hai là tu sĩ hóa thân gì đó, anh ta hoàn toàn không địch nổi khôi thần, bị gặm cắn chỉ còn lại một mảnh xương sọ. Ha ha, cậu thì sao? Lại là thứ gì đây? Rầm rầm. Ngô Bình tung ra khí thế, khí huyết như rồng, không khí quanh người anh cũng vặn vẹo, năng lượng thoát ra sau lưng anh ẩn hiện hóa thành một võ hồn hư ảo. Con chuột lớn màu xem thét lên, đột nhiên bổ về phía Ngô Bình như tia chớp. Ngô Bình bay vút lên trời, tay phải đè xuống, quát lớn, thiên Phật trấn yêu. Vừa dứt Phật hiệu, bóng Phật Đà hiện rõ, đánh xuống một trường ảnh, hợp nhất với quyền trưởng của Ngô Bình. Chân áp về phía chuột xám lớn kia. Chít! Chuột lớn kêu thảm, trước trán bỗng xuất hiện một tia sáng xám, nó muốn bỏ chạy nhưng lại bị Ngô Bình chân áp, không thể động đậy. Chú thuật thứ 7, chấn hồn, Ngô Bình khẽ nói, sử dụng một pháp thuật của âm dương pháp bào, thử xem hiệu quả. Tiếng chú ngôn vang lên, tựa như sấm rền, nguyên thần của chuột xám, luồng ánh sáng màu xám kia bỗng nổ tung, trong đầu tất cả mọi người đều vang vọng tiếng thét thê thảm của chuột lớn. Thi thể chuột xám rơi xuống đất, thất khiếu chảy máu, chết không thể thảm hơn. Người đàn ông trên lầu 3 ngây dại, khôi thần mạnh mẽ lại thất bại như vậy sao? Cút xuống đây. Ngô Bình nắm tay, không khí ngưng tụ thành một bàn tay lớn, trực tiếp tóm lấy ông ta, đè xuống mặt đất, trước mặt ông ta chính là thi thể con chuột lớn kia. Người đàn ông khóc giống lên, cứu mạng, tôi đầu hàng. Ngô Bình lạnh lùng nói, ông chính là ông chúa. Người đàn ông vội nói, đúng đúng, tiểu nhân là ong chúa đứng đầu quần phong, kim phong. Ngô Bình nói với Chu. Chương 2036 cảm ơn long chủ đã dìu dắt. Ong chúa cúi đầu, vâng, tôi nhất định sẽ thành thật khai báo. Bởi vì cảnh sát đã sắp đến rồi,
mấy người canh cửa kia bị Ngô Bình điểm huyệt không thể động đậy, bọn họ cũng sắp phải nhận hình phạt rồi. Nửa tiếng sau, rất nhiều cảnh sát đã vội đến, dẫn đầu là đội trưởng đội chống ma túy Thiên Kinh. Khi họ đến hiện trường, hỏi Chu Nhược Tuyết, cô cũng thuộc đội chống ma túy, ai phụ trách đội cô? Chu Nhược Tuyết, đội trưởng, tôi là phó đội trưởng đội chống ma túy tỉnh Ca, Chu Nhược Tuyết. Rõ ràng, vị đội trưởng này không coi trọng sĩ quan cảnh sát nhỏ như Chu Nhược Tuyết, anh ta lạnh nhạt nói, phó đội trưởng Chu vất vả rồi, cô quay về nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Ngô Bình hiểu rõ, anh cũng không hỏi gì, công lao to lớn này chắc chắn sẽ không rơi vào đầu Chu Nhược Tuyết, anh cười nói, đội trưởng. Đội trưởng kia lúc này mới chú ý đến Ngô Bình, nhìn thấy anh mặc đồng phục cảnh sát, mới nói, anh là. Ngô Bình lạnh nhạt trả lời, Long chủ Thiên Long, Ngô Bình. Đội trưởng bất ngờ, vội vàng chạy bước nhỏ đến, kính cẩn nói, đội trưởng đội chống ma túy Tiêu Kiếm Hùng bái kiến Long chủ đại nhân. Ngô Bình gật đầu, không cần khách sáo, đội trưởng vất vả rồi, đúng lúc tôi đi ngang qua, thuận tay giúp Nhược Tuyết bắt được chùm ma túy. Đội trưởng vội nói, cảm ơn Long chủ, nếu không phải nhờ Long chủ, thì tên chùm ma túy này không biết còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đến bao lâu nữa. Ngô Bình nhìn Chu Nhược Tuyết nói, Nhược Tuyết, một mình em cũng không dùng hết được công lao lớn như vậy. Chỉ bằng như vậy đi, em chia một nửa công lao cho đội trưởng Tiêu đi. Chu Nhược Tuyết hiểu, đây là Ngô Bình đang giúp cô ấy, lập tức nói, được. Tiêu Kiếm Hùng vui mừng, vội nói, cảm ơn Long chủ đã dìu dắt. Phần thẩm vấn phía sau, quả nhiên Kim Phong rất phối hợp giao ra bằng chứng phạm tội của mình, bao gồm cả công cụ ông ta thao túng ong đực khắp các nơi, sổ sách chia tiền, vân vân. Trong đó, có vài chuyện cũng khiến cảnh sát lạnh cả sống lưng. Kim Phong này nói ông ta nuôi một con chuột lớn này rất thích ăn thịt người có ma túy, gần như mỗi ngày đều phải ăn mấy người. Mà khi cảnh sát mở căn phòng trên lầu 3, tay chân và nội tạng còn lại ở bên trong khiến bọn họ cũng phải nôn mửa, mấy pháp y kinh nghiệm vào hiện trường cũng đã nôn. Ngô Bình thấy mọi chuyện cũng đã hòm hòm, bèn nói, đội trưởng Tiêu, Nhược Tuyết, mọi người cứ bận đi, tôi đi trước. Tạm biệt hia người, anh liền đi đến Tổng bộ Thiên Long. Thân là Long chủ, thời gian anh ở Thiên Long vốn không nhiều, cũng may ngoài những chuyện lớn cần anh phải quyết định thì những chuyện nhỏ nhặt thường ngày không cần anh phải bận tâm. Trong sân viện Tổng bộ Thiên Long, một nhóm thành viên Thiên Long tụ tập, vẻ mặt bọn họ tức giận, lớn tiếng tranh luận gì đó. Ngô Bình đi đến trước cửa, đúng lúc vừa nghe một người nói, thần võ ti đúng là khinh người quá đáng. Mấy lần hành động này đều bị bọn họ ngáng chân, đây rõ ràng là đang nhắn vào chúng ta mà. Tôi nghe nói, bên Tân Thành có mấy anh em bị người của thần võ ti đánh đến trọng thương rồi. Hình như thần võ ti đã mua về một lô thuốc biến đổi gen, tạo ra 100 chiến binh biến đổi gen, chúng ta bị thiệt cũng là lẽ thường. Chương 2037 có phải xảy ra chuyện rồi không? Chiến binh biến đổi gen có gì ghê gớm chứ, có biết Long vệ không? Tôi từng nhìn thấy bọn họ ra tay rồi, quả thực rất đáng sợ. Hơn nữa tôi nghe thư ký Hoa nói, Long chủ đang bồi dưỡng một nhóm cao thủ đỉnh cấp, đáng tiếc tư chất tôi quá kém, không được tuyển chọn. Chậc, bây giờ Long chủ không ở đây, nếu không chắc chắn sẽ không để người của thần võ ti ngông cuồng như vậy. Mấy người đang bàn luận, có người phát hiện ra Ngô Bình, anh ta run người, lập tức đứng thẳng, Long chủ. Tất cả mọi người đều yên lặng nghe thấy cả tiếng kim rơi. Ngô Bình, mọi người tụ tập ở đây làm gì? Không có chuyện gì làm sao? Bẩm Long chủ, chúng tôi đang đợi tổ trưởng. Tổ trưởng của nhóm này là Trần Tố của Bắc Mỹ Đường. Ngô Bình không hỏi, trực tiếp đi thẳng vào hội trường. Trong hội trường lớn, Trần Tố và Trịnh Hoài đều ở đây, bọn họ như đang thương lượng gì đó. Ngô Bình nói, mọi người đang thương lượng gì vậy? Nghe thấy âm thanh của Ngô Bình, mọi người đều vui mừng, vội nói, Long chủ. Ngô Bình gật đầu, có phải xảy ra chuyện rồi không? Trần Tố, Long chủ, thời gian gần đây, thần võ ti đều chống đối Thiên Long ở khắp nơi, chúng tôi đang thương lượng cách đối phó. Vừa nãy vẫn còn đang bàn bạc, xem có cần phải nói chuyện này cho Long chủ hay không. Ngô Bình, tôi biết trình độ của thần võ ti, bọn họ có lẽ không dám kiếm chuyện với chúng ta. Trần Tố, Long chủ, trước khác, nay lại khác rồi. Không biết thần võ ti mua được số lượng lớn thuốc biến đổi gen từ đâu mà nuôi dưỡng hơn 100 chiến binh biến đổi gen.
Những người này đánh rất lợi hại, thực lực ít nhất cũng là cấp võ vương. Ngô Bình cười lạnh, chỉ là thuốc biến đổi gen mà thôi, tôi cũng có. Mọi người sững sờ, cũng có. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, tôi cho 30 người mỗi tổ của mọi người, trong vòng 1 giờ mọi người quyết định người được chọn. Người nào được chọn, mỗi người có thể dùng 2 lọ thuốc biến đổi gen cấp S. Mọi người trợn mắt há hốc miệng, mỗi người 2 lọ thuốc biến đổi gen cấp S. Trịnh Hoài nói, Long chủ, giá một lọ thuốc biến đổi gen cấp S trên thị trường rất đắt, mỗi tổ 30 người, là hơn 200 người rồi, ít nhất cũng 400-500 lọ thuốc biến đổi gen cấp S. Ngô Bình thản nhiên nói, không sao, tiền thuốc biến đổi gen có thể nợ trước. Chẳng phải thần võ ti rất lợi hại sao? Vậy cứ đánh bọn họ ra bã đi. Mọi người vô cùng phấn khích, lập tức bắt đầu lên danh sách. Ngô Bình quay về phòng làm việc của anh, bắt đầu luyện chế thuốc biến đổi gen cấp S. Loại thuốc này, ngoài việc tiêu hao dị biến thạch, thì những dược liệu còn lại cũng không quá khó tìm. Dị biến thạch trên người anh, mỗi lần chỉ tiêu hao vài gram, có thể dùng rất lâu. Mọi người thấy Ngô Bình tự nhốt mình trong phòng thì đều trông ngóng đợi chờ bên ngoài, bọn họ sớm đã lập xong danh sách, tổng cộng có 240 người. Khó có thể tưởng tượng được, khi nội bộ Thiên Long xuất hiện hơn 200 cao thủ dùng thuốc biến đổi gen thì sẽ trở nên ra sao. Chương 2038 anh đến để nói mấy thứ này. Một người nói, Long chủ đang làm gì vậy? Chẳng lẽ đang điều chế thuốc sao? Không thể nào, thuốc biến đổi gen là sản phẩm công nghệ cao. Tôi đoán, Long chủ nhất định đang phân thuốc vào từng lọ, chia thuốc, sau đó phát cho mọi người. Suy đoán của anh ta rất có lý, mọi người đều gật đầu công nhận. Trần Tố nói, các anh đừng có đoán mò nữa, có thể để các anh đoán được thì còn là Long chủ không chứ? Trong mấy người chúng tôi, có vài người từng dùng thuốc biến đổi gen số 2, biết rõ hiệu quả thần kỳ của nó ra sao. Nhưng so với thuốc số 1 của Long vệ thì còn kém rất nhiều. Có nghĩa là gì? Long chủ đã nắm rõ kỹ thuật điều chế các loại thuốc biến đổi gen rồi. Ha ha, đám bỏ đi của thần võ ti, đã đến lúc cho bọn sáng mắt ra rồi. Dựa vào tiên đỉnh thuần nhất, cùng với kỹ thuật luyện chế thuốc cao siêu nhất hiện nay của Ngô Bình, chỉ dùng 3 tiếng đồng hồ đã luyện chế xong một lô thuốc bột. Anh bỏ bột vào dùng nước cất dung hòa, thì đã thành công tạo ra thuốc biến đổi gen cấp S. Nói chính xác hơn, thì đây là thuốc biến đổi gen cấp S cộng cộng, hiệu quả so với cấp SS chỉ kém một chút. Anh lất ra 300 lọ nhỏ, chia theo liều lượng nhất định, chia thuốc xong, anh đẩy cửa đi ra thì thấy mọi người đều đang chờ đợi trông ngóng anh. Anh vung tay, 300 lọ thuốc đã đáp đất chỉnh tề, anh nói, đây là thuốc số 3. Mỗi tổ 30 lọ, số lượng còn lại sẽ do thư ký Hoa phân bố cho các thành viên Thiên Long còn lại. Mọi người vui mừng, mỗi tổ lấy đi 30 lọ, 60 lọ còn lại do Hoa Giải Ngữ chịu trách nhiệm quản lý. Cầm được thuốc rồi, mọi người lập tức tản đi. Lập tức phát cho các thành viên có tên trong danh sách. Hoa Giải Ngữ gom thuốc xong, vừa phấn khích vừa lo lắng, nói, Long chủ, giá trị 300 lọ thuốc này ít nhất cũng đến 300 tỷ đô la. Ngô Bình, cô sợ gì chứ, tôi cũng không có đòi tiền. Ánh mắt Hoa Giải Ngữ sáng lên, không cần tiền sao? Ngô Bình, viết cho tôi một tờ giấy nợ. Với giấy nợ này, ít nhất trong nhiệm kỳ của tôi sẽ không đổi thành tiền mặt. Được rồi. Cứ phân bổ thuốc trước đi, cố hết sức phân bổ cho các thành viên Thiên Long đã từng lập công, làm việc hăng hái. Vâng, tôi lập tức đi. Hoa Giải Ngữ lui xuống, Ngô Bình cũng mệt mỏi, anh ngồi xuống ghế dựa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Qua vài phút, anh nghe thấy âm thanh của Diệp Huyền, không đợi thông báo, anh ta đã xông vào, cười đùa nói, sao tiền bối lại chẳng nói gì với tôi vậy? Ngô Bình nhìn anh ta, sao anh biết tôi ở đây? Diệp Huyền, tôi gọi điện qua nhà sư thúc tổ, cậu ta nói với tôi rồi. Vẻ mặt Ngô Bình ghét bỏ, anh không lo huấn luyện, chạy đến đây làm gì? Diệp Huyền cười nói, sư thúc tổ, lần trước 20 tuấn nam mỹ nữ mà tiền bối cho tôi, mấy ngày nay tôi vẫn luôn huấn luyện nghiêm khắc. Chậc chậc, ánh mắt tiền bối tinh thật, trai thì đẹp, gái thì yêu kiều, mấy người bọn họ ắt sẽ có được mấy người sẽ thành ngôi sao điện ảnh hành động quốc tế. Ngô Bình, anh đến để nói mấy thứ này. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sư thúc tổ, tôi đến là có chuyện khác. Ngô Bình cho anh ta. Chương 2039 mặc kệ là ai, kết quả cũng như nhau. Ngô Bình, ngay cả anh cũng đã biết rồi, xem ra tin tức về khu mới đã truyền khắp nơi rồi.
Diệp Huyền, cũng không phải, có không ít người đã chạy về Vân Đỉnh rồi. Nhưng đất đai đã được khoanh vùng, bọn họ đi cũng uổng công. Chợt dừng lại rồi anh ta nói tiếp, sư thúc tổ, tôi sớm đã muốn làm một căn cứ điện ảnh và truyền hình rồi, mua đất từ bên sư thúc tổ. Ngô Bình nói, được, đến lúc đó tôi anh cứ tùy ý chọn. Diệp Huyền vui mừng, cảm ơn sư thúc tổ. Ngô Bình hỏi anh ta, đại sư huynh đâu? Diệp Huyền, ông nội bây giờ rảnh rỗi lắm, ngoài trừ tu luyện thì lại đến giám sát tôi tu luyện, giục tôi kết hôn, phiền muốn chết. Ngô Bình, anh nên kết hôn rồi. Diệp Huyền đảo mắt, sư thúc tổ, nếu nói như vậy thì sư thúc tổ cũng nên kết hôn rồi. Ngô Bình trừng mắt, chuyện của tôi đến lượt anh lo à? Diệp Huyền vội cười xòa, sư thúc tổ, tuổi của tiền bối cũng không còn nhỏ nữa. Cút đi, Ngô Bình một chân đá bay Diệp Huyền. Diệp Huyền ré một tiếng lập tức bay ra sảnh chính, sau đó rơi mạnh xuống đất. Anh ta còn muốn đi vào thì Ngô Bình nói, quay về tu luyện cho tôi. Còn nữa, anh gọi Diệp Thần lại cho tôi. Diệp Huyền vẫn còn muốn nhây một lúc, nhưng thấy Ngô Bình sụ mặt, chỉ đành quay về trước. Đến tối, Hoa Giải Ngữ tiến lên, nói, Long Chủ, võ đài với mễ sẽ được tổ chức vào tuần sau, địa điểm đổi thành Hải Thành. Ngô Bình, không phải ở Sư Thành sao? Tại sao phải đổi? Hoa Giải Ngữ, bởi vì trong đội ngũ bên mễ, có hai đại cao thủ có xuất thân từ Viêm Long, định cư ở Hải Thành, đây là đề nghị của bọn họ. Ngô Bình có chút bất ngờ, ồ, cao thủ của Viêm Long. Hoa Giải Ngữ, đúng vậy, bọn họ đã nhập quốc tịch mễ, nghe nói là vì muốn có được thuốc biến đổi gen cấp SSS. Ngô Bình cười lạnh, mặc kệ là ai, kết quả cũng như nhau. Hoa Giải Ngữ, vâng, chúng ta có thuốc biến đổi gen của Long Chủ, thực lực của bất kỳ tổ trưởng nào cũng có thể nghiền nát được bọn họ. Ngô Bình nói, thư ký Hoa, bên phía mễ dùng công nghệ gen tạo ra một nhóm thần, chuyện này cô có biết không? Hoa Giải Ngữ, có nghe đôi chút, Long Chủ, anh nghe nói gì sao? Ngô Bình gật đầu, thần của bọn họ, có thể có mấy chục người, còn có một số lượng lớn bán thần và quý tộc. Do đó có thể thấy, kỹ thuật gen của mễ đã rất phát triển rồi. Tương lai chắc chắn bọn họ sẽ dùng kỹ thuật này vào lĩnh vực quân sự. Cô có thể tưởng tượng, cảnh tượng hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ gen công thành đoạt đất không? Hoa Giải Ngữ bỗng tái mặt, Long Chủ, nếu mễ xâm chiếm, Thiên Long chúng ta sẽ đứng mũi chịu sào. Ngô Bình, vì vậy chúng ta phải bồi dưỡng càng nhiều cao thủ hơn. Cô báo cáo lên cấp trên, nói rõ sự tình cho bọn họ, sau đó nói bọn họ cần người cần tiền, cứ nói chúng ta sơ bộ đã nắm giữ kỹ thuật gen, cũng cần phải dốc sức bồi dưỡng. Thậm chí, chúng ta cũng phải tạo ra một nhóm thần. Chương 2040 lui xuống trước đi. Hoa Giải Ngữ gật đầu, được, tôi sẽ nhanh chóng làm báo cáo. Nói chuyện với Hoa Giải Ngữ xong, Diệp Thần cũng đã đến. Cậu ấy kính cẩn nói, chủ nhân. Ngô Bình gật đầu, nói với Hoa Giải Ngữ, cậu ấy là Diệp Thần, cô sắp xếp một chức vụ ở Thiên Long cho cậu ấy đi. Hoa Giải Ngữ, vâng. Ngô Bình hô tay, lui xuống trước đi. Hoa Giải Ngữ rời đi, Ngô Bình nhìn Diệp Thần, phát hiện cậu ấy đã tiến đến luyện thần cảnh rồi, tốc độ thần tốc. Hoa Giải Ngữ giật mình, nói, Long Chủ, chúng ta cũng có thể tạo ra thần sao? Ngô Bình, thần chẳng qua chỉ là một người có một nhóm gen biến dị thôi, chẳng có gì thần thánh cả. Chỉ cần có thể tìm được gen do cổ thần để lại thì tôi cũng có thể bồi dưỡng được cả đám thần. Ngô Bình biết một số cách bào chế đan dược có thể khiến cho gen của con người trở nên vô cùng mạnh mẽ, thật ra người như vậy thì cũng không có gì khác với thần của nước mễ. Hoa Giải Ngữ gật đầu rồi đi viết báo cáo ngay. Khuya đến, Ngô Bình bình thản gọi, Long Vệ. Hai Long Vệ lập tức xuất hiện trước mặt Ngô Bình, cung kính chào, Long Chủ. Ngô Bình, đã điều tra rõ chưa? Thì ra anh vừa về đã cho Long Vệ điều tra tung tích của Hoàng Phủ Hằng. Hiện tại tên Hoàng Phủ Hằng này là thủ lĩnh của Hội Kim Long, cũng là người đứng đầu thần võ ti. Gần đây hắn ta không ngừng gây rắc rối cho Thiên Long, rõ ràng là đang trả thù anh. Nếu như đã như vậy thì anh cũng không cần thiết phải khách sáo nữa, cứ đánh thẳng đến tận cửa. Dạy dỗ cho tên Hoàng Phù Hằng đó một trận, để hắn ta biết khôn hơn chút. Lúc này, ở Sơn Trang Ngọc Tuyền, Thiên Kinh, Hoàng Phù Hằng đang ở trong phòng khách của một tòa nhà lớn. Những người có thể đến tham gia bữa tiệc tối nay đều là những người giàu có và có máu mặt trong giang hồ, không người nào là không có gốc gác.
Nhà Hoàng phủ vốn dĩ là võ lâm thế gia, được kế thừa rất nhiều thứ, cao thủ nhiều vô kể. Giờ Hoàng phủ Hằng lại trở thành lãnh đạo của thần võ ti, nhà Hoàng phủ lại như hổ thêm cánh, coi giang hồ không ra gì. Hắn ta bây giờ vô cùng đắc ý, chẳng còn mấy người được hắn ta xem trọng nữa. Hoàng phủ Hằng ngồi giữa, mỉm cười, nói cảm ơn mọi người nể mặt đến tham gia bữa tiệc anh hùng này, Hoàng phủ Hằng tôi kính mọi người một ly. Có người nói, ngài Hoàng phủ, chúng tôi chúc mừng cậu đột phá lên địa tiên. Không lâu trước đây, Hoàng phủ Hằng đã đột phá đến cảnh giới địa tiên, người trong giang hồ đã sớm nghe nói chuyện này. Một người khác nói, trở thành địa tiên đương nhiên là chuyện vui lớn, nhưng so với việc ngài Hoàng phủ được Đan Đỉnh Môn nhận làm đệ tử thì chuyện đó có xá gì. Mọi người đều biết, Đan Đỉnh Môn là môn phái nổi tiếng trong địa tiên giới, kỹ thuật luyện đan hơn hẳn Trường Sinh Điện của Thục Sơn Kiếm Phái. Tôi nghe nói ngài Hoàng phủ nhờ có thể chất thanh mộc bẩm sinh mà đã được Đan Đỉnh Môn đặc cách nhận đúng không? Chương 2041 biết tôi là ai không? Hoàng phủ Hằng mỉm cười, sư phụ của tôi là trưởng lão của Đan Đỉnh Môn, ông ấy nói thể chất của tôi thích hợp luyện đan nên nhận tôi làm đệ tử, truyền thụ cho tôi đan đạo vô thượng. Mọi người đều ngưỡng mộ, người đó nói, nhất định ngài Hoàng phủ sẽ trở thành một thầy luyện đan đỉnh cao trong tương lai, sau này chúng tôi xin đan dược thì ngài Hoàng phủ đừng từ chối chúng tôi nghe. Hoàng phủ Hằng mỉm cười, nói các vị đều là bạn của Hoàng phủ Hằng tôi, đương nhiên tôi sẽ không từ chối ai rồi. Lúc này, một thành viên của thần võ ti nói, đại nhân, thời gian này các anh em đã nhiều lần ra tay, mạnh tay dạy dỗ đám người Thiên Long rồi. Hoàng phủ Hằng nghe đến hai chữ Thiên Long thì vẻ mặt liền trùng xuống. Hôm đó hắn ta bị thủ lĩnh Thiên Long đánh như chó, có thể nói là đã mất hết thể diện. Mấy ngày này, hắn ta luôn cố gắng tu hành, vì muốn vượt qua Ngô Bình, báo thù rửa hận. Hắn ta hừm lên nặng nề, nói, tên họ Ngô đó đã đắc tội với rất nhiều người, sau này hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Thuộc hạ nói, bây giờ đại nhân đã là địa tiên, tìm cơ hội dạy cho hắn một bài học đi ạ. Hoàng phủ Hằng thản nhiên đáp, để hắn sống thêm mấy ngày nữa đã. Lúc này, Ngô Bình đã đến trước Sơn Trang Ngọc Tuyền, anh đưa tay xoa nhẹ mặt thì liền biến thành một người đàn ông trung niên tầm thường. Sau đó, anh lại thay một bộ đồ màu đỏ rồi bay lên không và xuất hiện ngay trong bữa tiệc. Một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện khiến ai nấy cũng giật mình. Nhưng không ai dám lên tiếng chỉ trích, vì người đó có thể bay trên không trung và có khí tức đáng sợ. Điều đó chứng tỏ ít ra thì anh cũng phải là địa tiên. Mắt Hoàng phủ Hằng sáng lên khi quan sát người mới đến, hắn ta nói, anh bạn, đến là khách, mời ngồi. Ngô Bình không ngồi, anh nói, anh là Hoàng phủ Hằng. Hoàng phủ Hằng khó chịu, nói, đúng là tôi đây. Ngô Bình, bữa tiệc này của anh là tiệc gì? Hoàng phủ Hằng nói, tiệc anh hùng. Ngô Bình lạnh lùng nói, nếu như đã là tiệc anh hùng, vậy sao không mời tôi? Hoàng phủ Hằng mỉm cười, đáp, không biết anh ở đây, chứ không thì nhất định tôi sẽ mời. Không biết cái bíp, ông đây luôn ở trong thủ đô mà anh lại không biết sao. Ngô Bình buông lời mắng nhiếc, anh đến để kiếm chuyện nên đương nhiên phải không ngừng bắt bẻ hắn ta. Vẻ mặt Hoàng phủ Hằng trở nên khó coi, hắn ta thầm nghĩ dù cho mày có là địa tiên thì cũng không thể hống hách thế chứ. Hắn ta hạ giọng đáp, anh bạn, mời ngồi, chỗ tôi có rượu ngon có thể cùng kính nhau. Nếu không muốn thì mời anh đi cho. Đuổi tôi đi sao? Ngô Bình lườm, biết tôi là ai không? Hoàng phủ Hằng, anh là. Ngô Bình, năm xưa tôi từng có qua lại với bà nội của anh. Hoàng phủ Hằng xanh mặt, nghiêm nghị nói, mày muốn chết à? Bỗng nhiên, vô số người nhào về phía Ngô Bình, ai nấy cũng đều là cao thủ giang hồ, nhưng họ vẫn chưa kịp tiến lại gần thì đã bị Ngô Bình đánh bay ra bằng mấy trường từ xa. Chương 2042 Thanh Mộc Chân Nhân của Đan Đỉnh Môn. Anh xoay người một cái là đến ngay trước mặt Hoàng phủ Hằng, lạnh lùng nói, dám ra tay với tôi, lá gan anh lớn đấy. Hoàng phủ Hằng bỗng lùi nhanh về sau mấy bước, nhìn Ngô Bình chằm chằm, nói, Ngô Bình, mày tưởng tao không biết mày là ai sao? Ngô Bình bất ngờ, không ngờ anh lại bị phát hiện. Một người đàn ông trung niên lập tức xuất hiện phía trước Hoàng phủ Hằng, khí tức của ông ta rất mạnh. Ông ta là cao thủ lôi kiếp cảnh giới địa tiên tầng 9. Hoàng phủ Hằng cười lạnh lùng, Ngô Bình, mấy hôm nay tao cố tình cho thuộc hạ khiêu khích Thiên Long, quả nhiên mày không kiềm được mà tìm đến đây thật. Hôm nay tao nhất định sẽ cho mày có đi mà không có về.
Sau đó hắn ta chắp tay với người đàn ông trung niên, sư phụ, người mà đệ tử nói là hắn. Ngô Bình không nói gì, cũng không khôi phục lại khuôn mặt vốn có. Anh quay đầu bỏ đi, anh mượn thuật độn thổ của âm dương pháp bào, dẫm chân một cái là không thấy đâu nữa. Người đàn ông trung niên ý lên một tiếng, thuật độn thổ sao? Thú vị! Ông ta bỗng bay lên không trung, thần niệm đáng sợ quét quanh phạm vi mấy trăm km và nhanh chóng bắt được Ngô Bình. Ở một vùng núi hoang vu, ít có dấu tích của con người nằm ở phía bắc của Thiên Kinh, đến khuya thì càng không thấy ai. Ngô Bình chui ra khỏi mặt đất, chỉnh lại quần áo rồi lẩm bẩm, phép độn thổ này không tồi, chỉ là tốc độ quá chậm. Chưa được mấy giây thì liền có một bóng người từ trên trời đáp xuống, là người đàn ông trung niên đó. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Ngô Bình chằm chằm, cậu chạy thoát được sao? Ngô Bình nói, trông tôi giống đang bỏ chạy sao? Người đàn ông trung niên ngây ra, cậu đang cố tình chờ tôi. Ngô Bình, đương nhiên rồi. Người đàn ông trung niên cười lạnh lùng, nói, Hoàng Phủ Hằng nói không sai, cậu rất hống hách, có điều, hống hách trước mặt tôi thì thật là quá ngu xuẩn. Ngô Bình đưa tay sờ lên mặt, khuôn mặt lại trở về diện mạo ban đầu. Anh lạnh lùng đáp, nếu như đã muốn đánh thì ông hãy báo tên tuổi đi. Người đàn ông trung niên, Thanh Mộc chân nhân của Đan Đỉnh Môn. Ngô Bình, ông là một chân nhân mà lại vì đồ đệ của mình đích thân ra khỏi núi giết người sao? Người đàn ông trung niên. Chương 2043 ông nghĩ tôi tin ông sao? Ngô Bình chẳng buồn nói nhiều, âm dương pháp bảo phát ra thần quang, anh niệm chú âm, chính là thuật trấn hồn. Thuật này vừa được dùng, nguyên anh của Thanh Mộc chân quân bỗng run rẩy, đồng thời sợi dây màu tím vàng bay qua, chớp mắt đã trói chặt ông ta. Cùng lúc Viêm Dương cũng ra tay, quấn lấy Thanh Mộc chân quân cùng với sợi dây tím vàng. Thanh Mộc chân quân tức giận, cậu tưởng chỉ chút thủ đoạn này thì có thể khống chế được tôi sao? Ngô Bình bay vút lên trời, nắm lấy pháp ấn Tiểu Tây Thiên, hung hăng đánh vào trán ông ta. Bịch một tiếng, Thanh Mộc chân quân bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, tránh cũng bị ra một dấu ấn. Bịch. Đòn thứ hai, đòn thứ ba, Ngô Bình sức lực dồi dào, chỉ mấy cái đã đánh Thanh Mộc chân quân đến đầu rơi máu đổ. Ông ta vừa sợ vừa tức, liên tục gào thét. Đòn thứ 10, Mộc Chân chân quân sinh lòng sợ hãi, đầu ông ta đầy dấu vết, cảm giác pháp lực của bản thân đã tiêu hao rất nhiều, không thể phá vỡ được sợi dây tím vàng và trói buộc từ nhân bì. Ông ta hét lớn, ngừng tay. Ngô Bình đương nhiên sẽ không dừng tay, mà tiếp tục đánh ông ta. Đòn thứ 20, Thanh Mộc chân quân thét một tiếng phun ra máu, cầu xin nói, tha cho tôi một mạng. Cuối cùng Ngô Bình cũng dừng tay, lạnh lùng nói, ông sẽ mềm lòng nhân nhượng với kẻ địch sao? Thanh Mộc chân quân nói, tha cho tôi một mạng, tôi đền đáp cậu. Ngô Bình chớp mắt, ồ, ông có thể cho tôi được gì? Thanh Mộc chân quân, Thanh Đế Đan Kinh, trên người tôi có bản sao nửa phần đầu của nó. Ngô Bình động lòng, Thanh Đế Đan Kinh rất nổi danh, trong ngọc bội và ngọc bàn cũng có ghi chép, anh hỏi, sao ông lại có Thanh Đế Đan Kinh? Thanh Mộc chân quân, tôi từng tiến vào một động tiên nên có được từ đó. Ngô Bình, chuyện Thanh Đế Đan Kinh, Đan Đỉnh Môn có biết không? Thanh Mộc chân quân, không biết, nhờ dựa vào Đan Kinh, nên tôi mới từng bước trở thành tông sư đan đạo của Đan Đỉnh Môn. Đối với chân quân, Ngô Bình không dám sơ ý, anh lấy ra 12 cây băng phách thần quang châm, lần lượt đâm vào các huyệt trên người Thanh Mộc chân quân khiến ông ta đóng băng. Sau đó, anh mới cho Viêm Dương buông ra, lục soát được nửa bộ Thanh Đế Đan Kinh trên người Thanh Mộc chân quân. Nửa bộ đầu Thanh Đế Đan Kinh này, được khắc trên một miếng ngọc, có vài ký tự cổ, có vài ký tự tiên văn, dày đặc, lên đến mấy trăm vạn chữ. Anh liếc nhìn đã biết là thật, bởi vì Đan Kinh giả không lọt qua được hai mắt anh. Cất lấy miếng ngọc, rồi lại cho Viêm Dương trói chặt ông ta, lúc này mới rút mấy cây băng phách quang thần châm ra, hỏi ông ta phần còn lại đâu. Thanh Mộc chân quân, nếu cậu thả tôi rời đi, tôi sẽ đưa cho cậu nửa bộ còn lại của Đan Kinh. Ngô Bình nhìn ông ta chằm chằm, ông nghĩ tôi tin ông sao? Thanh Mộc chân quân lạnh nhạt nói, tin hay không tùy cậu. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói, không sao, tôi cứ đưa ông quay về Thục Sơn kiếm phái trước. Khi sư phụ tôi biết Đan Đỉnh Môn các ông muốn hại tôi, nhất định sẽ chiêu đãi ông ra trò. Tiên quân nổi giận, không biết Đan Đỉnh Môn các ông có chịu đựng nổi không?
Chương 2044 lò luyện đan này trong tay ông. Sắc mặt Thanh Mộc Chân Quân cực kỳ khó coi, tuy đan đỉnh môn được các thế lực lớn nâng đỡ nhưng dù sao căn cơ cũng còn nông cạn, không thể so sánh với Thục Sơn Kiếm Phái. Nhớ mà Thục Sơn Kiếm Phái thật sự tấn công đan đỉnh môn, thì ông ta chắc chắn là tội nhân thiên cổ rồi. Ông ta lập tức nói, Ngô Tiểu Hữu, thực ra tôi không muốn hại cậu, chỉ là ngưỡng mộ đan thuật của cậu, có lòng muốn xin cậu chỉ giáo mà thôi. Lời của ông ta, một chữ Ngô Bình cũng chẳng tin, bèn nói, Thanh Mộc Chân Quân, ông nói mấy lời vô nghĩa làm gì, chỉ bằng nói thật chút đi. Thanh Mộc Chân Quân thở dài, Tiểu Hữu, rốt cuộc cậu muốn tôi thế nào, mới chịu tha cho tôi một mạng. Ngô Bình, bây giờ cứ nói cho tôi biết vị trí nửa bộ còn lại của Thanh Đế Đan Kinh. Thanh Mộc Chân Quân im lặng một lúc rồi nói, trong động tiên của tôi. Ngô Bình, động tiên của ông ở địa tiên giới. Thanh Mộc Chân Quân, không phải ở địa tiên giới, ở trong Viêm Long. Mắt Ngô Bình sáng lên, động tiên đó, chính là nơi phát hiện ra Thanh Đế Đan Kinh đúng chứ? Thanh Mộc Chân Quân, đúng vậy, với năng lực của tôi thì chỉ có thể lấy được nửa đầu. Ngô Bình, tốt lắm, đưa tôi đi. Thanh Mộc Chân Quân nói, Ngô Tiểu Hữu không tin tôi cũng không tin cậu. Ngô Bình, ông không có quyền lựa chọn, ông không chịu dẫn đường, tôi lập tức đánh chết ông. Nói rồi, lại dương pháp ấn Tiểu Tây Thiên lên. Thanh Mộc Chân Quân tuyệt vọng, cảm thấy Ngô Bình chẳng chịu nói lý gì cả, ông ta nói, Tiểu Hữu, cho dù tôi dẫn đường cho cậu, chỉ sợ cậu cũng không lấy được nửa phần còn lại của Thanh Đế Đan Kinh. Ngô Bình, có thể hay không là chuyện của tôi, ông chỉ cần dẫn đường thôi. Thanh Mộc Chân Quân do dự mấy giây rồi nói, được, tôi đưa Tiểu Hữu đến, hy vọng Tiểu Hữu đừng nuốt lời, đến lúc sẽ thả tôi rời đi. Ngô Bình, đương nhiên. Sau đó anh nghĩ đến một chuyện, bèn hỏi, thể chất của Hoàng Phủ Hằng phù hợp luyện đan sao? Thanh Mộc Chân Quân, đó là do tôi lừa hắn ta thôi. Sở dĩ nhận hắn ta làm đồ đệ là vì nhà Hoàng Phủ có bảo bối, tôi rất muốn có được nó. Ngô Bình lại có hứng thú, bảo bối gì? Thanh Mộc Chân Quân, âm dương thần lư, một lò luyện đan thần phẩm. Ngô Bình, lò luyện đan này trong tay ông. Thanh Mộc Chân Quân, vẫn đang trong tay nhà Hoàng Phủ. Ngô Bình, nhà Hoàng Phủ không xứng có được lò luyện đan thần phẩm, tôi sẽ cải trang thành ông đến đoạt lấy lò luyện đan. Nhưng ông phải âm thầm trợ giúp tôi. Thanh Mộc Chân Quân cũng đành chịu, chỉ nói, được. Ngô Bình cho nhân bì vây lấy Thanh Mộc Chân Quân, anh lại. Chương 2045 xem như vậy đi. Đây vốn dĩ là ước định của hai bên, Thanh Mộc Chân Quân giúp Hoàng Phủ Hằng đối phó với Ngô Bình, nhà Hoàng Phủ sẽ đưa thần lư cho ông ta mượn dùng. Hoàng Phủ Hằng cười nói, Ngô Bình này trước tiên không cần giết, tôi muốn quay về địa tiên giới giày vò hắn cho ra hồn. Thanh Mộc Chân Quân cười ha ha, được, vi sư sẽ để lại cái mạng nhỏ của cậu ta, để con chút giận. Hoàng Phủ Hằng cười nói, sư phụ, lò đan đã chuẩn bị xong, mời đi theo con. Hai người đi đến một căn phòng ẩn ở sân sau, cửa mở ra, bên trong có một luồng sáng thần kỳ tỏa ra từ lò luyện đan. Lò này cao chừng 1,5 mét, thiết kế phức tạp. Nhìn thấy nó, mắt Ngô Bình sáng lên, quả nhiên là lò luyện đan thần phẩm. Vẻ mặt anh bình tĩnh nói, đồ nhi, vi sư luyện chế một loại đan dược quý, phải dùng đến lò này. Hoàng Phủ Hằng nói, sư phụ cứ lấy dùng đi. Đan đạo của sư phụ thiên hạ bất bại, sau này đồ đệ còn phải nhờ sư phụ chỉ giáo nhiều. Ngô Bình gật đầu, đương nhiên rồi. Nói xong, anh vỗ một cái vào lò luyện đan, bỏ vào trong nhẫn ngọc bích. Thấy thủ đoạn của Ngô Bình, Hoàng Phủ Hằng rất ngưỡng mộ, sư phụ, không biết khi nào đệ tử mới có thể có được bảo vật cất giữ đồ như vậy. Ngô Bình, nhanh thôi, qua một thời gian nữa, vi sư sẽ cho con một cái. Hoàng Phủ Hằng vui mừng. Vội lên tiếng cảm ơn. Ngô Bình lại hỏi, đồ nhi, vi sư hỏi con một chuyện, nhà Hoàng Phủ con có tiền bùa không? Hoàng Phủ Hằng nói, có một ít, sao sư phụ lại hỏi vậy? Ngô Bình, ở đan đỉnh môn ta có hạn mức mua đan dược trong nội bộ, giá cả thấp hơn bên ngoài 1/5. Vi sư là nghĩ, dùng hạn mức của ta giúp con mua một ít, sau đó con lại lấy chúng đem bán ra ngoài hoặc tự mình dùng cũng được. Hoàng Phủ Hằng vui mừng, thì ra là vậy. Cảm tôn sư tôn nhớ đến đồ nhi. Có lẽ tôi có thể chuẩn bị được hơn 3.000 tiền bùa. Ngô Bình nói, hơn 3.000 có hơi ít. Hoàng Phủ Hằng vội nói, con còn có thể mượn một ít nữa,
sẽ cố gắng dồn được 5.000 tiền bùa. Ngô Bình gật đầu, 5.000 cũng miễn cưỡng có thể. Như vậy đi, ngày mai vi sư lại đến một chuyến nữa, còn phải chuẩn bị đủ tiền bùa đấy. Hoàng Phủ Hằng vội bảo vâng, còn Ngô Bình lập tức cáo từ, bay lên không rời đi. Ra khỏi Sơn Trang Ngọc Tuyền, vẻ mặt Thanh Mộc Chân Quân rất kỳ quái, ông ta không ngờ Ngô Bình lại dùng danh nghĩa của mình để lừa nhà Hoàng Phủ như vậy. 5.000 tiền bùa, ngay cả với ông ta mà nói cũng là một con số không nhỏ. Ngô Bình, bây giờ đi đến động thiên của ông. Nhân Bì mang theo Thanh Mộc Chân Quân bay đi, Ngô Bình theo phía sau. Thanh Mộc Chân Quân vô cùng kinh ngạc, ông ta nói, một tiểu hữu bay trên không tốc bằng với độ cao của tu vi nhân tiên, không lẽ cậu đã đột phá đến nhân tiên tứ cảnh rồi? Ngô Bình, xem như vậy đi. Thanh Mộc Chân Thân cảm khái, nói tiền đồ Ngô tiểu hữu còn dài. Ngô Bình thuận miệng hỏi, địa tiên giới có bao nhiêu thiên sư tầng 4? Thanh Mộc Chân Quân ngẫm nghĩ, có thể đạt đến thiên sư, trong 100 năm hình như chỉ có 3 người, Ngô tiểu hữu là người thứ tư. Ngô Bình, ồ, vậy nhân tiên tầng 5 thì sao, có mấy người? Chương 2046 động tiên mà ông nói có lai lịch thế nào? Thanh Mộc Chân Quân nói, đến nhân tiên ngũ cảnh thì chỉ có một người, đệ tử của Thanh Vân Phong của Thục Sơn Kiếm Phái, tên Vũ Văn Thiên Đô. Người này 10 năm trước đã bế quan tiến lên thẳng động tàng cảnh, một khi đột phá được thì chính là tiên quân trẻ nhất. Ngô Bình, thì ra là đồng môn. Thanh Mộc Chân Quân, tiểu hữu, tương lai thành tựu của cậu chắc chắn không kém Văn Vũ Thiên Đô. Chỉ là một núi không thể có hai hổ, sau này cậu phải cẩn thận cậu ta. Tôi nghe nói người này bụng dạ hẹp hòi, không có lòng khoan dung. Ngô Bình cười lạnh, có thế nào thì chúng tôi cũng là đồng môn, trình độ thọc gậy bánh xe của ông cũng không ra gì. Thanh Mộc Chân Quân, tôi không phải châm ngòi đâu, tài nguyên của một môn phái có hạn, giống như Ngô Tiểu Hữu và Vũ Văn Thiên Đô, đều là thiên tài siêu cấp. Thiên tài như vậy có một là đủ rồi, giống như trong một đàn sư tử, chỉ có thể có một con sư tử trở thành đầu đàn. Ngô Bình không có hứng thú bàn luận chuyện này, anh hỏi Thanh Mộc Chân Quân, ông ở đan đỉnh môn có địa vị thế nào? Thanh Mộc Chân Quân có chút đắc ý, ở đan đỉnh môn, trình độ luyện đan của tôi có thể xếp trong 3 người đứng đầu. Ngô Bình, địa vị cao như vậy, hẳn là gom được không ít của cải nhỉ. Thanh Mộc Chân Quân lập tức cười khổ, tiểu hữu, thân là tông sư đan đạo, quả thực tôi kiếm được tiền. Nhưng tiền của tôi đều dùng để mua thuốc và làm thí nghiệm luyện đan cả rồi. Tiểu hữu cũng biết rõ, luyện chế ra được đan dược cấp độ cao, cần phải thí nghiệm hơn 100 lần, tổn thất đến đáng sợ. Ngô Bình, mấy tổn thất này không phải nên do đan đỉnh môn chịu sao? Thanh Mộc Chân Quân lắc đầu, không phải như vậy. Ở đan đỉnh môn, đan dược do ai luyện, thì doanh thu sẽ có 7 phần thuộc về người đó, đan đỉnh môn chỉ lấy 3 phần. Vì vậy cần phải nâng cao trình độ luyện đan của bản thân, chỉ có thể do bản thân tự nghĩ cách. Ngô Bình, đan đỉnh môn các ông cũng hay thật. Anh lại hỏi, thanh đế đan kinh này ông đã học được bao nhiêu rồi? Thanh Mộc Chân Quân cười khổ, phần lớn tiên văn trong đó tôi đều không biết, chỉ nhìn hiểu một phần nhỏ đơn thuốc. Nếu nói học thành công, chỉ sợ ngay cả 1% tôi cũng chưa hiểu được. Ngô Bình, động tiên mà ông nói có lai lịch thế nào? Thanh Mộc Chân Quân, có lẽ là do một vị đan đạo nào đó thời tiền tần để lại, không phải động tiên thời tiền sử. Kỹ thuật luyện đan của vị tiền bối này cực kỳ cao, mấy đan dược mà ông ấy để lại đều là đế phẩm, khiến người ta tán thưởng không thôi. Nghe ông ta nói như vậy, Ngô Bình càng mong đợi. Đan đạo của anh vốn cũng không tệ, nhưng vẫn có không gian phát triển thêm, đối với anh mà nói, thanh đế đan kinh này chắc chắn là bảo vật vô giá. Rất nhanh chóng, hai người lượn lờ trên ngọn núi đầy mây mù một hồi, sau đó đáp xuống lưng chừng núi. Nơi này ý tai qua lại, người bình thường muốn trèo đến đây, ít nhất cũng phải đi bộ đường núi hơn 100 km. Lối vào động tiên bị mấy tảng đá lớn chặn lại. Ngô Bình rời đá đi, nhìn. Chương 2047 chuyến đi này không tệ. Đi vào bên trong, Ngô Bình nhìn thấy một cái bàn đá, ghế đá, cùng với giá sách, giường tạo ra từ đá. Không khí trong động rất trong lành, rất thoáng khí, Ngô Bình nhìn quanh, hỏi, lúc đó ông tìm thấy thanh đế đan kinh ở đâu? Thanh Mộc Chân Quân nói, để ở trên bàn đá, lúc đó còn có một bộ xương người, được tôi chôn ở ngoài động. Tôi nghi ngờ. Bộ hài cốt đó chính là chủ nhân của động này. Ngô Bình, trình độ luyện đan cao như vậy, tu vi chắc chắn rất cao, sao lại chết trong này?
Mộc Thanh chân quân, người này là người Thiền Tần, đã mấy nghìn năm rồi, chết cũng không có gì kỳ lạ. Ngay cả chân quân tôi đây, cũng không dám nói bản thân đã sống 2000 tuổi, dù sao sau này còn phải trải qua các loại tai kiếp. Ngô Bình gật đầu, tiếp tục đi vào trong, đến trước một cánh cửa sắt, phát hiện cánh cửa sắt này dùng cả một tấm sắt tạo thành, bề mặt là màu xám trắng. Thanh Mộc chân quân, tôi đã từng thử mở cửa này, nhưng phát hiện trong cửa có thiết kế khóa cản, thử mấy lần cũng không thành công, sau đó thì từ bỏ rồi. Ngô Bình đến trước cánh cửa xem xét, nhìn thấy trong cửa quả thật có khóa chặn, trong cửa sắt có ẩn dấu trận bàn, là một phần của cả đại trận. Cũng có nghĩa là, trừ phi mở được cửa này, nếu không tiến vào từ bất kỳ nơi nào thì cũng gặp phải đại trận. Thanh Mộc chân quân, đợi tu vi tôi tiến vào động tàng không chừng có thể mở được cánh cửa này. Ngô Bình không quan tâm ông ta, quan sát một lúc thì đột nhiên đặt tay lên cửa, sử dụng tiên lực tác động lên cánh cửa sắt, tần suất và cường độ rung được điều tiết rất tinh chuẩn. Thanh Mộc chân quân liếc nhìn, rồi nói, vô dụng thôi, nếu cánh cửa này có thể mở ra thì tôi sẽ không đợi đến bây giờ rồi. Ông ta vốn cũng chẳng coi trọng Ngô Bình, ngay cả một chân quân như ông ta cũng không mở được cửa, một tiên nhân như Ngô Bình thì càng không có khả năng làm được. Nhưng giây tiếp theo thì ông ta cũng kinh ngạc, cửa mở, để lộ một lối vào. Ngô Bình lạnh nhạt nói, Viêm Dương, người đứng đợi bên ngoài. Thanh Mộc chân nhân gấp gáp, Ngô Tiểu Hữu, tôi đi cùng cậu đi, nói không chừng có thể giúp được gì. Ngô Bình không quan tâm ông ta, nhanh chóng bước vào trong. Đi qua cánh cửa, là một căn phòng đá, trên tường có treo một cái giá bằng ngọc, trên giá ngọc bày đầy các lọ lớn nhỏ, nghĩ chắc hẳn đều là đan dược. Anh mở một lọ ra, lập tức một luồng sáng bay ra, anh vội bắt lấy rồi bỏ lại vào trong lọ, vội đậy lại. Đan dược trong lọ đã để một thời gian lâu, hoàn toàn hóa khí, luồng sáng vừa nãy là đan dược đã hóa khí. Đan dược hóa khí, dược tính căn bản vẫn còn, nhưng cần phải luyện chế lại lần nữa. Ngô Bình không nói gì, bỏ hết 52 lọ vào nhẫn. Bên cạnh có một cái bàn, bên trên có một cái bình bằng ngọc, cao hơn nửa mét, bên trong có chứa loại đất năm màu kỳ lạ. Bên trong bình có một cây nhỏ trông như bạch ngọc, cao hơn một mét, bởi vì thiếu nước đã lâu nên nó hơi héo úa, nhưng vẫn chưa chết. Ngô Bình rất kinh ngạc, anh nhìn cây ngọc chằm chằm, lầm bầm nói, chẳng lẽ là ngọc thanh bảo thụ. Lấy bảo thụ về, anh lại đến trước một cái dương nhỏ. Mở dương ra, bên trong có một miếng ngọc bội, nhìn kỹ thì chính là nửa bộ còn lại của Thanh Đế Đan Kinh. Anh khẽ cười, lẩm bẩm, chuyến đi này không tệ. Chương 2048 không biết hiệu quả ra sao đây. Ngô Bình cất phiến ngọc đi rồi nhìn trái ngó phải, nhưng không phát hiện ra thứ gì khác, vì thế anh đã quay người đi ra khỏi thạch thất. Nhìn thấy anh, Thanh Mộc chân quân vội hỏi, cậu có thu hoạch gì không? Ngô Bình lắc đầu, ngoài các đan dược đã hết hạn ra thì chẳng còn thứ gì cả. Rõ ràng Thanh Mộc chân quân không tin lời anh, ông ta đang định nói gì đó thì Ngô Bình đã cắm một kim châm vào gáy ông ta, khiến ông ta lập tức biến thành một pho tượng băng. Ngô Bình bỏ Thanh Mộc chân quân ở lại rồi rời đi, sau khi ra đến ngoài rồi, còn dùng một tảng đá để lấp cửa hang lại. Viêm Dương khó hiểu hỏi, Thượng Tiên, ông ta đã biết quá nhiều bí mật, tại sao người không giết ông ta luôn đi? Ngô Bình thờ ơ nói, ông ta sẽ bị đóng băng 3 năm sau thì ông ta không còn sức đe dọa với ta nữa. Viêm Dương cười nói, Thượng Tiên nói đúng, 3 năm nữa, chắc chắn Thượng Tiên đã tiến vào cảnh giới địa tiên rồi, Thanh Mộc chân quân làm gì đủ trình so với người. Ngô Bình, đi thôi, nói rồi, anh bật tung người lên cao rồi bay về Tổng Bộ Thiên Long. Khi Ngô Bình về tới Tổng Bộ thì đã là rạng sáng, Hoa Giải Ngữ vẫn đang chờ anh về. Anh vừa đáp xuống, cô ấy đã nói, Long chủ, các chiến binh gen của nước Mễ công khai đáp máy bay nhập cảnh vào nước ta, người của chúng ta đang âm thầm theo dõi, hiện tại vẫn chưa rõ mục đích của họ là gì. Ngô Bình cau mày, dám ngang nhiên đến đây như vậy, đúng là không coi chúng ta ra gì. Hoa Giải Ngữ, theo tin tình báo thì trong số này có 3 bán thần, 1 chuẩn thần, 4 người còn lại cũng là chiến binh gen cấp SSSS. Ngô Bình không khỏi ngạc nhiên, cử một đội manh như vậy ra quân, chắc chắn họ có ý đồ gì đó. Hoa Giải Ngữ, vì thế mọi người đang rất lo lắng, các đội trưởng cũng đến đấy hết rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, cô gọi họ về hết đi, để vài người ở lại canh chừng là được rồi. Hoa Giải Ngữ ngẩn ra hỏi, gọi về ạ, Long chủ, như vậy sao được,
Chúng ta phải theo dõi họ cẩn thận chứ. Truyền lệnh, Ngô Bình không giải thích. Hoa Giải Ngữ đành nhận lệnh rồi thông báo gọi mọi người về. Sau đó, Ngô Bình đã về phòng tu luyện. Một lát sau, anh lấy viên chiến thần đan thứ hai thuộc Nhân Vương đan ra. Nhân Vương đan là một tổ hợp đan dược gồm Đại Hiền đan, Chiến Thần đan và Nhân Vương đan, loại này phải uống lần lượt theo thứ tự. Trước đó, thể chất của anh còn yếu nên chưa thể uống chiến thần. Chương 2049 vậy là mình yên tâm được rồi. Thình thịch. Tim của Ngô Bình đập nhanh như đánh trống, sau đó xuất hiện thêm một linh khiếu. Đúng thế, trong ghi Ngô Bình đã xuất hiện thêm linh khiếu thứ 10 mà cả miếng ngọc bội và phiến ngọc đều không có ghi chép về hiện tượng này. Con người chỉ có 9 linh khiếu thôi cơ mà. Sao mình lại có 10 nhỉ? Ngô Bình rất ngạc nhiên. Nhưng anh đã bình tĩnh lại, để xem linh khiếu thứ 10 này có gì đặc biệt. Sức mạnh vẫn đang dập dềnh, linh khiếu ngày càng mạnh và ổn định hơn. Khi sức mạnh của chiến thần đan biến mất, linh khiếu thứ 10 đã được hình thành. Linh khiếu này lớn hơn gấp 4 lần các linh khiếu bình thường, nó vừa xuất hiện đã có khí thế như vương giả, 9 linh khiếu kia đều bị nó khống chế. Ngô Bình lẩm bẩm, mày mạnh thế này thì sau này tao sẽ gọi mày là vương khiếu. Xung quanh vương khiếu bỗng hình thành linh lạc, nối liền với linh lạc toàn thân của Ngô Bình. Vì thế sức mạnh cao cấp của 9 linh khiếu đều đổ dồn về phía vương khiếu. Khi sức mạnh của 9 linh khiếu tập trung hết về phía vương khiếu, Ngô Bình phát hiện mình có thể dễ dàng điều khiển 9 linh khiếu kia. Điều này khiến anh chỉ còn cách tầng thứ 5 của cảnh giới nhân tiên một bước nữa thôi. Anh đoán chỉ khoảng một tuần nữa là mình sẽ ngưng luyện ra được pháp bàn và trở thành võ quân. Ngô Bình tiếp tục tu luyện đến khi trời sáng. Hoa Giải Ngữ chạy tới báo, Long Chủ, cường giả của nước Mễ đã đến học viện võ đạo rồi ạ. Học viện võ đạo được xây dựng vào giai đoạn đầu của thời kiến quốc, do các võ giả đẳng cấp nhất thời bấy giờ chung tay gây dựng. Mục đích của học viện là bồi dưỡng các cao thủ cho đất nước. Sau khi tốt nghiệp, các cao thủ bình thường sẽ gia nhập Thiên Long, Thần Võ Ti hoặc các tổ chức khác. Còn các cao thủ thiên tài thì sẽ trực tiếp nhận các nhiệm vụ đặc biệt để bảo vệ đất nước. Học viện võ đạo không ở Thiên Kinh, nó chia làm Bắc Viện và Nam Viện. Bắc Viện nằm ở điểm giao giữa ba tỉnh, tổng dân số của ba tỉnh là khoảng hơn 300 triệu người. Lần này, các cao thủ của nước Mễ đã đến Bắc Viện, rõ ràng họ định đến khiêu chiến các cao thủ ở đây. Ngô Bình nói, cao thủ ở đó nhiều không đếm xuể, đâu cần chúng ta lo. Hoa Giải Ngữ cũng nghĩ vậy nên cười nói, tôi chỉ thấy bất ngờ thôi, Long Chủ, vậy là mình yên tâm được rồi. Ngô Bình, tôi phải đi có việc đây, có gì thì gọi cho tôi. Nửa tiếng sau, Ngô Bình đã cải trang thành dáng vẻ của Thanh Mộc Chân Quân rồi đi gặp Hoàng Phủ Hằng, hắn ta cười nói, sư phụ về rồi ạ, đệ tử đã gom đủ 5.000 tiền bùa rồi ạ. Ngô Bình liếc nhìn túi tiền rồi giơ tay cầm lấy, sau đó cười nói, đồ nhi. Sư phụ về luyện đan cho con đây. Ta sẽ luyện chế đan dược để con đột phá thuần dương. Chương 2050 chắc chắn là ngon rồi ạ. Hoàng Phủ Hằng mừng rỡ, cảm ơn sư phụ. Ngô Bình còn có chuyện hỏi hắn ta, đồ nhi, giờ con là hội trưởng của Kim Long rồi, nhưng cũng đừng vì thế mà phân tâm. Hoàng Phủ Hằng, sư phụ yên tâm, bình thường con cũng không phải làm gì cho hội đâu ạ. Ngô Bình, ta nghe nói hội Kim Long đã làm nhiều chuyện vô đạo đức đúng không? Hoàng Phủ Hằng ngạc nhiên hỏi, sư phụ biết rồi ạ. Ngô Bình hừ lạnh nói, biết chứ sao không, ví dụ như hội Kim Long đã hợp tác với Điện Kiếm Thần, đúng không? Hoàng Phủ Hằng vội nói, sư phụ, con chỉ muốn mượn sức của họ thôi, chứ không có suy nghĩ gì khác. Ngô Bình xua tay, thôi, ta không cần biết con nghĩ gì đâu. Con uống đan dược vào đi, rất tốt cho con đấy. Hai người đi vào phòng luyện công, xung quanh không có ai. Hoàng Phủ Hằng vui vẻ uống đan dược, nhưng sau đó đầu óc hắn ta bắt đầu va vất. Đây là khối lỗi đan, nếu ai uống vào rồi bị niệm chú thì đến chân nhân cũng không thoát được, chứ nói gì là Hoàng Phủ Hằng. Hoàng Phủ Hằng vùng vẫy một lát rồi ý chí đã biến mất, cuối cùng đã bị Ngô Bình điều khiển. Từ giờ trở đi, tôi là chủ nhân của anh phải phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi, anh nói. Hoàng Phủ Hằng đờ đẫn gật đầu, vâng, tôi sẽ nghe lời. Ngô Bình niệm chú, mắt của Hoàng Phủ Hằng đã sáng trở lại, trông hắn ta vẫn bình thường hệt như trước, đến người thân cận nhát cũng khó phát hiện hắn ta đã biến thành con rối.
Ngô Bình quay về tổng bộ Thiên Long rồi tu luyện tiếp, đến giữa trưa thì anh nhận được điện thoại của Lam Nguyệt. Giọng nói của cô ấy có vẻ lo lắng, Ngô Bình, anh đang ở đâu đấy? Ngô Bình, tôi đang ở Thiên Kinh, phải đến đảo Thanh Long rồi hả? Trước đó, anh đã hứa với thần tướng Kim Huyền Bạch là sẽ đến đảo Thanh Long với thân phận là tả thần tướng để xử lý công việc thay ông ấy, giờ chắc đến lúc lên đường rồi. Lam Nguyệt, bố tôi muốn nhờ anh đi một chuyến. Ngô Bình, được, tôi sẽ đi ngay. Khi Ngô Bình đến nhà Lam Nguyệt thì đã là 11 rưỡi, Kim Huyền Bạch vừa nấu cơm xong nên cười nói, Tiểu Bình, ngồi xuống nếm thử mấy món tôi mới nghĩ ra đi. Ngô Bình ngửi thấy mùi thơm thì nói, chắc chắn là ngon rồi ạ. Lam Nguyệt mỉm cười đi lấy bát đũa rồi nói, mấy món này tôi cũng được ăn lần đầu đấy. Chương 2051 đương nhiên cháu sẽ cố hết sức. Kim Huyền Bạch không vội nói vào chuyện chính ngay, ba người trò chuyện vui vẻ đến khi kết thúc bữa ăn. Lam Nguyệt đi rửa bát, bấy giờ Kim Huyền Bạch mới nghiêm túc nói, đảo Thanh Long đang rất loạn, phiền cậu đến đó một chuyến. Ngô Bình gật đầu, vâng, nhưng mục đích của chuyến đi này là gì ạ? Kim Huyền Bạch, thứ nhất là chữa trị cho những người bị tà ma nhập. Thứ hai là thuần phục các binh sĩ không nghe lệnh, đừng nương tay quá, cần đánh cứ đánh, cần giết cứ giết. Thứ ba là thanh tẩy thế lực còn sót lại của quân sư. Đây là lần thứ hai Ngô Bình nghe thấy Kim Huyền Bạch nhắc đến quân sư, anh hỏi quân sư là ai ạ? Kim Huyền Bạch, tác dụng của quân sư tương đương với giám quân. Khi tôi vắng mặt, quân sư sẽ có địa vị cao nhất. Quân sư tên là Bàng Sung, có thực lực rất mạnh, hiện đang bế quan tu luyện. Sau khi ông ta xuất quan, có khả năng sẽ thay thế vị trí thần tướng của tôi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, danh hiệu của chú cũng có thể bị tước luôn ạ. Kim Huyền Bạch thờ ơ nói, một khi ông ta đột phá thì dù không nói ra, nhưng tôi cũng phải nhường vị trí của mình cho ông ta. Dứt lời, ông ấy nhìn Ngô Bình, tôi trông cậy cả vào cậu, nếu cậu xử lý xong ba việc này cho tôi thì cậu sẽ là tả thần tướng của tôi mãi mãi. Ngô Bình chớp mắt, đương nhiên cháu sẽ cố hết sức. Kim Huyền Bạch, đi theo tôi. Ngô Bình đi theo ông ấy vào phòng sách, Kim Huyền Bạch mở một chiếc vali ra, bên trong có một bộ chiến phục màu vàng. Ông tay áo thêu hình rồng, trên vai cũng có huy hiệu hình rồng được làm một bảo thạch. Bộ chiến phục này được làm từ một chất liệu đặc biệt, chạm vào có cảm giác vừa trơn vừa mềm. Kim Huyền Bạch nói, đây là quân trang của Thanh Long quân. Cậu mặc nó vào thì sẽ trở thành một thành viên của đội quân, huy hiệu thể hiện quân hàm của cậu là tả thần tướng. Có nó rồi thì cậu được phép tiền trảm hậu tấu, đề bạt hoặc loại bất kỳ một thành viên nào tùy ý. Ngô Bình, vâng, cháu hiểu rồi. Kim Huyền Bạch hài lòng nói, đi đi, trong vòng 3 ngày phải tới đó, tôi sẽ bảo Lam Nguyệt gửi địa chỉ cho cậu. Lam Nguyệt tiễn Ngô Bình ra về, sau đó đưa cho anh một mảnh giấy có ghi địa chỉ của đảo Thanh Long. Lam Nguyệt nói, vị trí của đảo này thay đổi liên tục, vị trí này có tác dụng trong 12 tiếng. Ngô Bình gật đầu, tôi biết rồi. Lam Nguyệt nhìn anh rồi nói, Ngô Bình, nhớ bảo vệ bản thân. Chuyến này anh đi, nếu thắng sẽ nổi danh khắp chốn. Còn thua thì thịt nát xương tan, hồn bay phách tán. Ngô Bình cười nói, cô cứ yên tâm, nếu tôi dám đi thì phải chắc chắn sẽ thành công. Tạm biệt Lam Nguyệt xong, Ngô Bình tranh thu thu xếp cho người nhà và Thiên Long thật nhanh chóng. Đến 10 giờ tối, anh cầm theo máy định vị rồi bay lên cao. Tốc độ bay của anh ở mức trung bình, 12 giờ 37 phút là tới đảo Thanh Long. Ngô Bình xuyên qua tầng mây thì nhìn thấy một hòn đảo rộng trên chục nghìn cây em vuông. Trên đảo có núi, có hồ, có rừng và thảm cỏ, đương nhiên cũng có sa mạc. Chương 2052 tôi là Lưu Thiệu Cường. Ngoài việc nói cho Ngô Bình biết mục đích của chuyến đi này ra, Kim Huyền Bạch không còn nói gì nữa nên anh phải tự mày mò. Ngô Bình chưa mặc bộ quân phục ngay, mà chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống một ngọn núi nhỏ. Cách đó không xa là một quân doanh, chắc là đại doanh của Thanh Long quân. Ngô Bình vừa đáp xuống, đã cảm thấy có hai luồng khí tức nguy hiểm ập tới, một giọng nói lạnh lùng vang lên, anh là ai? Ngô Bình quay lại nhìn vào bụi cây thì thấy có một chiến sĩ ẩn thân, anh ta cầm một cái nỏ trong tay, trên mũi tên khắc đầy chữ tiên, chắc chắc uy lực của nó rất khủng khiếp. Ngô Bình cười nói, tôi chỉ là người qua đường, anh là ai? Mặt chiến sĩ đó bôi thuốc màu, như hòa làm một với cảnh vật xung quanh, anh ta cười lạnh nói, vớ vẩn, đừng có làm trò. Mau nằm xuống,
sau đó khai báo lai lịch và mục đích đến đây, không thì tôi bắn anh chết ngay. Ngô Bình, tôi không thích nằm, dứt lời, Ngô Bình tiến lên một bước. Bù! Một tia sáng lóe lên, sượt qua vị trí tim của Ngô Bình, nhưng tay anh còn nhanh hơn tên bắn, anh cầm lấy mũi tên rồi ném sang một bên, tên của anh chậm quá, không giết được tôi đâu. Đúng lúc này, lại có một tia sáng lạnh lóe lên, một chiến sĩ khác cầm đao xông tới, lưỡi đao sắc lạnh vừa nhanh vừa chuẩn. Ngô Bình bước chéo chân rồi va vào người đó, khiến thanh đao của anh ta rơi xuống đất rồi bị anh đá ra xa. Ngô Bình thấy mừng vì hai chiến sĩ này chỉ là chiến sĩ bình thường của Thanh Long Quân, nhưng thực lực của họ đã đến tầng thứ hai của cảnh giới nhân tiên rồi. Bọn họ định tiến lên tấn công tiếp, nhưng Ngô Bình nói, dừng tay, người mình mà. Người cầm nỏ ngẩn ra, người mình, anh có gì chứng minh không? Ngô Bình lấy huy hiệu ra nói, được chưa? Hai người kia nhìn rõ huy hiệu rồi hoảng hốt quỳ xuống, tham kiến tả thần tướng. Ngô Bình cất huy hiệu đi rồi nói, tôi vừa nhậm chức nên chưa quen thuộc với nơi này, các anh tên là gì? Thuộc nhánh nào? Người cầm nỏ đáp, thưa tả thần tướng, tôi là Bao Tiểu Quang, thuộc sư đoàn 1 ạ. Người cầm đao, tôi là Lưu Thiệu Cường, cũng thuộc nhất sư. Ngô Bình gật đầu, Thanh Long Quân có bao nhiêu người? Biên chế. Chương 2053 người mới thì bị khinh thế à? Bao Tiểu Quang và Lưu Thiệu Cường nghe thấy giọng nói đó thì nhăn mặt, Bao Tiểu Quang lạnh giọng nói, đây là tả thần tướng, quân tiên phong các anh giỏi nhỉ, dám thị uy trước mặt tả thần tướng. Một bóng người đáp xuống, đó là một dũng tướng cao hơn 2 mét, mặc áo giáp, mặt chữ điền, mắt nhỏ, eo dắt một thanh đao. Ánh mắt người đó quan sát Ngô Bình như xẻ điện, tả thần tướng ư. Ngô Bình giơ huy hiệu ra, tôi là tả thần tướng mới nhậm chức, anh là ai? Nhìn thấy huy hiệu, người này vội hành lễ, phó tướng du kích thuộc quân tiên phong của sư đoàn 2 Quyết Minh Cổ tham kiến tả thần tướng. Trước đó, Ngô Bình nghe Bao Tiểu Quang kể là quân tiên phong của sư đoàn 2 là giỏi đánh đấm nhất. Sư đoàn 1 và sư đoàn 2 có mâu thuẫn rất lớn nên thường xuyên xảy ra xung đột. Ngô Bình gật đầu, tạm thời giữ kín chuyện tôi đến đây đã, tôi phải đi thăm thú xung quanh. Quyết Minh Cổ, anh dẫn đường đi. Quyết Minh Cổ, vâng. Muốn hiểu rõ về Thanh Long Quân thì cách tốt nhất là tự đi tìm hiểu, nếu anh dùng thân phận tả thần tướng ngay, chỉ e khó mà nhìn thấy tình hình thực tế. Ngô Bình bảo Quyết Minh Cổ chuẩn bị cho mình một bộ quân phục của binh sĩ bình thường, sau đó anh đi theo Quyết Minh Cổ tới doanh khu của sư đoàn 2. Bốn sư đoàn đóng quân ở các khu vực khác nhau, đại khái nằm ở bốn phía của đảo Thanh Long. Sư đoàn 2 có 9.000 người, chia thành bốn đội nhỏ. Ngô Bình đến đây thì thấy có rất nhiều đống lửa. Các binh sĩ tụm năm tụm ba ngồi ăn cá nướng và uống rượu với nhau, cười nói vui vẻ. Ngô Bình cau mày, sao họ không dành thời gian để luyện tập hay tu luyện, mà lại ngồi ăn chơi đàn đúng thế này? Quyết Minh Cổ lúng túng nói, thủ trưởng, thật ra bình thường họ không như vậy đâu, do hôm nay được nghỉ nên các binh sĩ mới giải trí một chút. Ngô Bình không nói gì, sau đó đi tới cạnh một đống lửa rồi cười nói, các anh em, tôi ngồi với được không? Họ nhìn Ngô Bình thì thấy lạ mặt, nhưng mọi người cùng sống trên đảo lâu năm kiểu gì ngày thường cũng sẽ chạm mặt nên sớm muộn cũng quen nhau thôi. Anh mới đến à? Một người hỏi. Ngô Bình gật đầu, tôi mới đến, sau này chúng ta là anh em với nhau rồi. Người đó cười lạnh nói, ai là anh em với anh? Anh đủ trình ngồi ngang hàng với chúng tôi à? Quyết Minh Cổ đứng ở phía xa, không được Ngô Bình đồng ý thì không dám lại gần. Anh ta đang thấy lo thay cho các chiến sĩ ở đây. Ngô Bình, người mới thì bị khinh thế à? Người đó nói, ngày nào chúng tôi cũng vào sinh ra tử, muốn làm anh em của chúng tôi thì phải cùng chung hoạn nạn với chúng tôi. Điều quan trọng nhất là anh phải có đủ thực lực, nếu không thì biến đi cho khuất mắt. Ngô Bình, tôi thấy thực lực của mình cũng được lắm, ít nhất thì các anh chưa có ai là đối thủ của tôi đâu. Mấy người đó bật cười. Người nói chuyện với Ngô Bình chợt đứng dậy, này lính mới, cũng tự tin đấy. Được, tôi sẽ cho anh thấy thế là võ công được luyện từ những lần vào sinh ra tử. Người đó bước chéo chân rồi xuất hiện ở cánh trái của Ngô Bình, sau đó tung một quyền vào bụng anh. Nếu người bình thường mà trúng đòn ấy thì nôn mửa là cái chắc. Chương 2054 tôi nhớ rồi. Ngô Bình chẳng thèm nhìn mà giơ tay lên đỡ ngay, sau đó anh hất tay, làm người kia bay xa cả mấy chục mét. Sau đó ngã phịch xuống đất. Anh nói, động tác chậm quá, sức thì yếu,
hơn nữa điểm phát lực cũng không chuẩn. Người đó ngã xuống xong thì thấy bên tay bị Ngô Bình tóm đau nhức, biết gặp phải cao thủ rồi nên chắp tay nói, anh bạn, ban nãy tôi có mắt như mù, không ngờ thực lực của anh lại xuất chúng như vậy. Các chiến sĩ đều có tính tình bộc trực, anh mạnh thì tôi phục, anh yếu thì tôi coi thường. Một khi Ngô Bình đã thể hiện được thực lực của mình thì người khác sẽ chịu thua và bái phục anh. Ngô Bình cười nói, không sao, giờ tôi ngồi được chưa? Mấy người đó đều nói, anh ngồi đi. Ngô Bình ngồi xuống rồi lấy ít trái cây và rượu ngon trong nhẫn chữ đồ ra cho mọi người dùng. Hương rượu bay xa, làm mọi người thèm nhỏ dãi, đến Quyết Minh Cổ cũng sáng mắt lên, chỉ muốn chạy đến xin một ngụm. Ngô Bình và mọi người ngồi ăn uống với nhau, loáng cái đã trở nên thân thiết. Họ ở sư đoàn 2, người của đoàn này rất giỏi võ, thường xuyên xông ở tuyến đầu để tiêu diệt tà ma. Nhờ ngồi với họ mà Ngô Bình đã nghe ngóng được một vài thông tin, ví dụ như mối quan hệ giữa bốn sư đoàn không hề tốt, họ thường xuyên xích mích với nhau. Bây giờ thì mạnh ai nấy chiến, tà ma xuất hiện ở địa bàn của họ thì sư đoàn ấy tự giải quyết, chứ các nơi khác không hỗ trợ gì cả. Tình trạng này đã tiếp diễn được mấy năm rồi. Thậm chí trong cùng một sư đoàn, các binh sĩ cũng không đoàn kết, võ quan quản lý được gọi là tham tướng, các tham tướng thường xuyên cãi vã, rồi dẫn quân đi đánh nhau. Điều khiến các cấp trên nhức đầu hơn cả là mỗi đoàn đều có người đến từ các thế lực mạnh thuộc địa tiên giới. Họ có thế lực mạnh nên không nghe lệnh, thường xuyên tranh cãi với các tham tướng. Không chỉ thế, họ còn lôi bè kết phái, có cả đám tùy tùng đi theo, thi thoảng lời nói của họ còn có trọng lượng hơn cả tham tướng. Nhưng đó vẫn chưa là gì, vấn đề đáng sợ nhất là đã có binh sĩ bị tà ma khống chế. Tà ma vô hình vô dạng nên rất khó phát hiện. Vài hôm trước, các binh sĩ bị tà ma khống chế đột nhiên ra tay, trong một đêm đã giết mười mấy chiến sĩ. Giết người xong, chúng cũng chạy mất. Thủ lĩnh của sư đoàn 2 gọi là thống lĩnh, tên là Dương Thiên Hóa, tu vi ở cảnh giới tiên quân nên từng là một trong bốn chiến tướng của Kim Huyền Bạch. Ngô Bình cố ý nhắc tới quân sư và Kim Huyền Bạch, tại sao tôi không thấy quân sư và thần tướng đâu? Nghe thấy thế, mọi người ở đây lập tức im lặng. Một lát sau, mới có người nhỏ giọng nói, đây là điều cấm kỵ. Sau này anh đừng nhắc đến nữa. Ngô Bình cười nói, tôi chỉ tò mò vì không thấy thần tướng đâu thôi mà. Một người giữ lấy vai Ngô Bình rồi thì thầm, tôi kể cho anh nghe, nhưng anh phải giữ bí mật. Ngô Bình gật đầu, tôi nhớ rồi. Người đó nói, thần tướng đã đắc tội với thánh nhân ở Thiên Kinh nên bị cấm túc ở đó rồi. Ngô Bình tò mò, đắc tội với thánh nhân ư? Thánh nhân và thần tướng có quan hệ gì đâu? Người kia, dù không thuộc sự chi phối của nhau, nhưng thánh nhân mạnh lắm, một khi người nổi giận thì thần tướng cũng phải giạt sang một bên. Ngô Bình, thế quân sư đâu? Tôi nghe nói quân sư với thần tướng cũng bất hòa hả? Ha ha, anh cũng biết nhiều chuyện đấy nhỉ, sư trưởng bên anh kể cho à? Đúng đấy, quân sư là người của thánh nhân mà, thôi nói chuyện này làm gì, uống đi. Chương 2055, tôi kính thủ trưởng một chén. Mọi người lại uống tiếp, sau đó có người đi tới nói, lũ khốn này. Có rượu ngon mà không gọi tôi à? Mọi người ngạc nhiên rồi đứng dậy nói, chào tham tướng. Ngô Bình vẫn ngồi yên rồi nhìn người đó. Người này có dáng người không cao, mặt trắng, không có râu. Khi người đó nhìn Ngô Bình thì nụ cười chợt tắt rồi nghiêm giọng hỏi, cậu là ai? Quyết Minh Cổ ở phía xa chạy đến rồi chắp tay nói, tham tướng, đây là tả thần tướng mới đến nhậm chức. Tham tướng ngẩn ra rồi vội hành lễ, tham tướng Lý Vân Kiệt của sư đoàn 2 tham kiến tả thần tướng. Mấy người vừa chém gió rôm rả với Ngô Bình chợt ngẩn ra, Ngô Bình là tả thần tướng, người còn có địa vị cao hơn cả tổng thống lĩnh ư. Mấy người đó quỳ hết xuống đất với tâm trạng vô cùng thấp thỏm, sau nhớ lại những gì mình nói xem có lỡ lời đắc tội với tả thần tướng hay không. Ngô Bình thờ ơ nói, tham tướng Lý, mời ngồi. Lý Vân Kiệt ngồi xuống với tư thế không thể cứng nhắc hơn. Ngô Bình cười nói, anh đừng ngồi máy móc như thế, đây là rượu tôi mang tới, uống thử đi. Ngô Bình lại nói với Quyết Minh Cổ, Du Kích Quyết, từ nãy chắc anh thèm lắm rồi đúng không? Thưởng cho anh một vò đây. Quyết Minh Cổ mừng rỡ rồi quỳ một gối xuống, cười hì hì nói, cảm ơn thủ trưởng. Anh ta mở vò rượu ra rồi ngửa cổ uống, cổ anh ta như cái động không đáy, rượu cứ thể đổ vào rồi phát ra tiếng ửng ực. Lý Vân Kiệt tức giận mắng, cậu là con trâu à, uống nhanh thế làm gì? Có rượu rồi thì đến Lý Vân Kiệt, Quyết Minh Cổ cũng không sợ. Anh ta vẫn ngửa cổ uống tiếp đến khi hết thì thôi, chẳng mấy chốc, anh ta đã nốc hết quá nửa chỗ rượu Ngô Bình mang đến.
Ngô Bình không ngừng khen ngợi rồi nói, Quyết Minh Cổ, rượu của tôi còn ngâm thuốc rồi nên ngấm lắm đấy, anh cẩn thận kẻo ngục. Quyết Minh Cổ cười lớn nói, thủ trưởng đừng coi thường tôi, bình thường tôi còn uống được gấp đôi chỗ này. Nói rồi, anh ta bắt đầu thấy chóng mặt, sau đó ợ một cái rồi toàn thân mềm nhũn, đổ huỳnh xuống đất ngáy khò khò. Ai nấy đều kinh ngạc vì độ ngấm của rượu. Lý Vân Kiệt sáng mắt lên, đã là tu sĩ thì rất khó có thể uống rượu đến mức say thế này, vì rượu bình thường khi ngấm vào cơ thể tu sĩ sẽ bị phân giải ngay, giúp họ không có cảm giác gì hết. Nhưng rõ ràng rượu của Ngô Bình khác hẳn rượu bình thường, vì rượu đã được ngâm cùng, các dược liệu làm tăng tính cồn cho rượu, đồng thời cũng có tác dụng tương đương với rượu nên mới khiến một thanh niên trai tráng như Quyết Minh Cổ gục ngay tại chỗ. Ngô Bình cười lớn nói, tham tướng Lý, anh cũng thử một vò nhé. Lý Vân Kiệt cười nói, thủ trưởng, tôi uống ít một thôi. Anh ta tự rót cho mình một chén rồi mời Ngô Bình, tôi kính thủ trưởng một chén. Ngô Bình gật đầu rồi hai người uống cạn. Chương 2056 tà ma chế tạo ra các con rối này à? Rượu họ uống cũng giống rượu của Quyết Minh Cổ, nồng độ cồn rất cao, uống xong chén này, mặt Lý Vân Kiệt đã bắt đầu đỏ lên, anh ta vui vẻ khen ngợi, rượu ngon. Thủ trưởng, cậu mua rượu này ở đâu thế? Tôi chưa uống rượu ngon thế này bao giờ. Ngô Bình, đây là rượu kiếm các của Thục Sơn, đến đệ tử của môn phái còn không được uống, mỗi vỏ này có giá bán là 10 tiền bùa đấy. Lý Vân Kiệt sáng mắt lên nói, cảm ơn thủ trưởng đã cho chúng tôi được thưởng thức. Ngô Bình, tham tướng Lý, anh là người ở đâu, địa tiên giới à? Lý Vân Kiệt cười đáp, thưa thủ trưởng, tôi đến từ Côn Luân. Ngô Bình có khá nhiều không gian gặp nên cũng không hỏi nhiều, mà nói, tôi nhận lệnh của thần tướng Kim Huyền Bạch đến đây nhận chức tả thần tướng. Lý Vân Kiệt, giờ Thanh Long quân rất loạn, mạnh ai nấy làm, thủ trưởng đến rất đúng lúc, vì quân đội không thể vắng chủ mãi được. Ngô Bình, tham tướng, bao lâu thì tà ma tới xâm chiếm một lần? Lý Vân Kiệt, nhanh thì một tháng, lâu thì nửa năm. Có lúc thì vài năm cũng không thấy đâu, có khi thì đến tục mấy ngày liền. Ngô Bình, tà ma xâm chiếm thế nào? Có bắt được con nào không? Lý Vân Kiệt gật đầu, có ạ, để tôi bảo người dẫn nó đến. Anh ta gọi một người, không lâu sau, đã có người xách một cái lồng đến. Bên trong có một người tí hôn được khắc bằng gỗ cao nửa mét. Nó ngồi trong lồng rồi lườm mọi người ở xung quanh với đôi mắt sắc lạnh. Mặt của người gỗ tí hon được khắc đầy bùa chú, phong ấn tà ma trong cơ thể. Ngô Bình biết đây là một cách phong ấn tà ma. Lý Vân Kiệt, thủ trưởng, đây chính là một con tà ma khá bình thường, khi nó xuất hiện thì toàn bám vào các con rối. Tôi phải đập nát một con rối thì mới bắt được con này rồi phong ấn trong dụng cụ phong ma. Ngô Bình, có con rối không? Lý Vân Kiệt lắc đầu, không ạ. Nếu có thì toàn các con không còn nguyên vẹn. Dứt lời, anh ta lại sai người xác một cái sọt lớn tới. Bên trong chứa đầy các con rối gãy đầu hoặc chân tay bằng các chất liệu như kim loại, gỗ. Điều kỳ lạ là các con rối này có máu và thịt, nhưng máu thịt của chúng hòa cùng với kim loại và gỗ, đá. Ngô Bình cau mày, tà ma chế tạo ra các con rối này à? Lý Vân Kiệt gật đầu, vâng, bọn tà ma rất thông minh, con rối mà chúng tạo ra có lực chiến đấu rất mạnh. Mỗi lần ác chiến, chúng ta đều tổn thất nặng nề. Ngô Bình, Thanh Long quân vất vả rồi, đúng là các con rối này rất khó đối phó. Lý Vân Kiệt thở dài, vâng, mỗi năm Thanh Long quân đều tổn thất trên 2.000 người, có năm nhiều thì đến 5.700 người. Ngô Bình, chi phí quân sự ở Thanh Long quân do ai chi trả? Lý Vân Kiệt, các nước thay nhau chi trả, đương nhiên chủ yếu là Viêm Long. Khi họ đang nói chuyện, phía đông chợt vang lên còi hiệu. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều lặng yên, nhưng không ai nhúc nhích. Ngô Bình hỏi, tiếng gì thế? Lý Vân Kiệt, sư đoàn một có tà ma xâm nhập, đó là còi tập trung của họ. Ngô Bình cau mày, sao mọi người không sang giúp? Chương 2057 tả thần tướng Ngô Bình. Lý Vân Kiệt chán nản nói, bây giờ, bốn sư đoàn độc lập chiến đấu. Tà ma xuất hiện ở sư đoàn nào thì sư đoàn ấy tự xử lý. Hơn nữa thống lĩnh Dương cũng không hạ lệnh nên chúng tôi không dám manh động. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó rút thanh đao của Quyết Minh Cổ rồi bay vút lên cao. Phía đông là trận doanh của sư đoàn 1, không gian phía trên trận doanh nứt ra một khoảng trống đen kịt, có một luồng sức mạnh quỷ dị tuôn ra từ đó. Đây là lần đầu tiên Ngô Bình gặp vết nứt không gian kiểu này, anh lơ lửng trên không rồi giơ đao lên với vẻ bình tĩnh. Các chiến sĩ của sư đoàn 1 ở phía xa cũng đã tập trung lại. Nhìn thấy anh, có người hỏi, anh ở sư đoàn nào?
Ngô Bình, tả thần tướng Ngô Bình. Nghe thấy chức danh tả thần tướng, mọi người tập trung cạnh thủ lĩnh, tay vẫn giơ đao chém tà ma, chân thì đạp lên hai quả cầu lửa rồi đẩy thủ lĩnh bay lên cao. Ngô Bình hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó. Người đối diện anh cao trên 1m9, mặt đỏ, đôi mắt nhỏ, mặc chiếc bào màu xanh, râu dài. Thống lĩnh Chu Thiên Cương của sư đoàn một tham kiến tả thần tướng. Ngô Bình trầm giọng nói, Chu Thiên Cương, chuẩn bị nghênh chiến, tôi sẽ hỗ trợ. Chu Thiên Cương chấn động, xem tình hình hôm nay thì rất đông tà ma xâm lược, nếu chỉ có sức của một mình sư đoàn một thì dù có đánh đuổi được chúng thì cũng tổn thất nặng nề. Giờ tả thần tướng tới, ông ấy vững tin thêm phần nào nên lập tức nói, vâng. Chu Thiên Cương chỉ huy 9.000 binh sĩ bày đại trận, chuẩn bị nghênh chiến với đại quân của tà ma. Ngô Bình đứng trên không trung, cách vết nứt không gian gần nhất. Khí tức mà anh tỏa ra khiến Chu Thiên Cương cũng phải thầm thấy khiếp sợ. Chu Thiên Cương đã là mọt tiên quân, ông ấy có thể cảm nhận được sức mạnh của Ngô Bình nên thầm nghĩ, chẳng trách thần tướng cử Ngô Bình đến, thực lực của anh chắc chắn cao hơn ông ấy. Ngô Bình cũng có dự định của mình, khi vào quân đội thì chỉ có duy nhất một cách để chứng minh bản thân, đó là lập công trạng. Mà muốn làm được vậy thì phải có thực lực mạnh. Mà lúc này, anh đang rất tự tin về thực lực của mình, anh phải tranh thủ cơ hội để thể hiện bản thân với binh sĩ, chỉ có vậy thì họ mới tâm phục khẩu phục anh. Có ba thống lĩnh ở phía xa bay lên cao, họ chăm chú quan sát về phía sư đoàn 1. Tuy bốn sư đoàn hay có xích mích nên không còn hợp tác và hỗ trợ nhau nữa. Nhưng dẫu sao cũng thuộc Thanh Long quân, nếu Chu Thiên Cương không cầm cự được thì họ cũng sẽ không do dự mà ra tay giúp đỡ. Vì nếu sư đoàn 1 mà bị tiêu diệt thì bọn họ cũng khó mà sống yên ổn. Đương nhiên còn vì một điều quan trọng nhất là Kim Huyền Bạch từng hạ lệnh, cùng là đồng đội mà thấy chết không cứu sẽ bị chém. Tuy ông ấy không ở đây, nhưng không ai dám làm trái lệnh. Chương 2058 nghênh chiến. Ba thống lĩnh đều nhìn thấy Ngô Bình, nhưng không biết anh là ai. Vù vù. Trong không gian bị nứt kia lóe ra các tia chớp màu đỏ, sau đó có một bóng đen lao ra với khí tức hùng hồn. Chu Thiên Cương hét lên, thủ trưởng cẩn thận. Đây là tà ma mở đường tiên phong, nó có thực lực mạnh lắm. Ngô Bình thờ ơ nói, tà ma còn con thôi mà, không phải sợ. Bóng đen nhanh chóng tiến lại gần, nó có thân người và đầu hổ, dáng người cao gần 3 mét, đôi mắt màu đỏ hung dữ, miệng thì phát ra tiếng kêu kỳ lạ rồi tấn công Ngô Bình. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng rồi tung một chưởng ra, một chưởng ấn màu đen kịt bắn vào người con quái vật. Quỳnh một tiếng, đầu của con quái vật ngoẹo sang một bên rồi ngã lộn nhào. Thấy thế, tướng sĩ của sư đoàn một hò reo cổ vũ, có thể hạ tà ma tiên phong bằng một đòn, chứng tỏ Ngô Bình phải có thực lực ấp tiên quân rồi. Xong, trận đấu vẫn chưa kết thúc, Ngô Bình cầm pháp ấn của Tiểu Tây Thiên rồi thi triển thần long băng thiên, tiếp tục tấn công con quái vật. Giác! Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng xương gãy. Pháp ấn Tiểu Tây Thiên in rõ một ấn ký trên gáy của con quái vật đầu hổ, đầu nó nứt toác, bước chân bắt đầu loạng choạng. Cơ hội đến! Ngô Bình vung đao lên chém, bổ đôi người nó ra. Hay! Bốn thống lĩnh cùng hoan hô, thực lực của Ngô Bình không thua gì họ. Thi thể của con quái vật rơi xuống đất, Ngô Bình xách đao lao lên tiếp. Vì phía sau con quái vật này vẫn còn 10 bóng đen khác đang xông ra từ trong vết nứt. Chu Thiên Cương nói, thủ trưởng, 10 tà ma này có thực lực rất mạnh, là thân binh của con tiên phong, người hãy cẩn thận. Ngô Bình vung thanh đao lên chém lia lịa. Tất cả những nơi anh đi qua đều có các bộ phận của 10 con rối tà ma kia rơi là tả. Bọn chúng có hình dạng khác nhau, còn hình người, còn hình thú, thậm chí còn có cả hình cây cối. Ngô Bình vừa giết 10 con rối tà ma ấy xong thì đại quân tà ma đã ập tới. Ban đầu chỉ có vài trăm con, sau đó đã lên đến cả nghìn vạn con. Ba thống lĩnh ở phía xa hô lên, nghênh chiến. Rõ ràng họ đã biết thân phận của Ngô Bình, vì thế không thể ngồi yên được nữa. Mà phải điều binh đi hỗ trợ ngay. Chương 2059 cứ kệ tôi, lên chiến đấu đi. Đại quân của bốn sư đoàn tập hợp rồi bao vây đại quân tà ma. Ngô Bình tiên phong đi đầu, xông thẳng vào đoàn quân rồi chém giết. Một đường đao của anh phát ra đao khí khắp trời, chém chết không biết bao nhiêu tà ma. Ngô Bình chém đã tay, liên tục thi triển các võ kỹ, thậm chí còn mượn cơ hội này để nghiên cứu võ kỹ mới. Không biết bao lâu sau, do lực chiến đấu quá mạnh nên Ngô Bình đã thu hút rất nhiều tà ma bao vây mình. Dù thực lực của anh có mạnh đến mấy thì cũng không trở tay kịp. May mà anh có âm dương pháp bào, thêm lực phòng ngực tuyệt vời nên các tà ma yếu không thể làm gì được anh.
Sau khi chém giết khoảng 2 tiếng, Ngô Bình bắt đầu thấm mệt, anh nhanh chóng lùi lại rồi đáp xuống đất nghỉ ngơi một lát. Các võ tướng ở xung quanh tiến lại gần chào hỏi, thủ trưởng có cần về doanh trại nghỉ ngơi không ạ? Ngô Bình trầm giọng đáp, cứ kệ tôi, lên chiến đấu đi. Ngô Bình tập trung quan sát trận chiến thì thấy các chiến sĩ của họ đều mệt và bị thương hết rồi, vì thế anh lại xông lên để cứu họ. Sau đó họ bắt đầu kết đại trận, 3 người 1, 5 người 1 rồi 10 người 1. Mỗi người cầm một vũ khí khác nhau, hiệu quả tấn công rất tốt, thi thoảng lại có bùa chú lóe lên, hay phi kiếm bay đi để chém giết tà ma. Trận chiến kéo dài 5 tiếng đồng hồ, có hơn 1.000 chiến sĩ bị thương. Vết thương của họ rất nặng, nếu không được cứu chữa kịp thời thì có thể bỏ mạng ngay. Song may mà Ngô Bình đang ở đây, y thuật của anh không còn gì để bàn nên anh sẽ chữa trị cho họ, đưa hết người bị thương đến chỗ tôi. Lập tức có một người bị xuyên thủng ngực được đưa tới, nội tạng bên trong đã dập nát. Ngô Bình nhanh chóng cầm máu cho người đó rồi truyền ất mộc linh lực vào để trị thương. Bây giờ, điều anh cần làm là giữ lại mạng sống cho chiến sĩ này nên anh đã dùng cách đơn giản nhất. Ngô Bình vừa châm cứu vừa thoa thuốc, nửa phút sau, vết thương của người kia đã khép miệng, sau đó người thứ hai đã được đưa đến. Trận đấu vẫn đang tiếp tục, có hơn 1.000 binh sĩ được mang đến cho Ngô Bình chữa trị. Hầu hết họ đều bị thương rất nặng, song nhờ tài y thuật tài tình của Ngô Bình thì họ đều giữ được mạng. 7 tiếng sau, đám tà ma đã bị tiêu diệt một nửa, cuối cùng đành rút lui. Trận chiến kết thúc, nhưng công việc của Ngô Bình mới chính thức bắt đầu, vì anh phải chữa trị cho những người bị thương. Anh không chỉ giúp họ sống tiếp, mà còn không để lại bất kỳ di chứng gì. Các chiến sĩ có sức sống rất mãnh liệt, hầu hết tu vi đều ở cảnh giới nhân tiên nên chỉ cần chữa trị cho họ xong là họ có thể khỏe mạnh như thường ngay. Ngô Bình tìm một lều trại chuyên biệt để điều trị cho các binh sĩ. Trong lúc điều trị, anh chọn xử lý cho những ai bị thương nặng trước. Anh liên tục châm cứu, thoa thuốc và xoa ấn, khiến các bác sĩ quân y được một phen tròn mắt ngạc nhiên, chỉ biết làm theo sai khiến của anh. 4 thống lĩnh đứng bên ngoài nhìn Ngô Bình với ánh mắt bội phục. Tả thần tướng mới đến đã tiên phong giết tà ma và hạ được hơn 1.000 con. Ngoài ra, anh còn chữa trị cho hơn 500 chiến sĩ của mình, nếu không có anh thì bọn họ tổn thất nặng nề rồi. Điều khiến họ ngạc nhiên hơn cả là tài chữa bệnh của Ngô Bình. Bao nhiêu người bị thương nhưng không một ai bỏ mạng, tất cả đều được anh chữa trị khỏi. Những người được Ngô Bình cứu đều đứng vây quanh bên ngoài chờ đợi, vì họ còn chưa kịp nói lời cảm ơn anh. Chu Thiên Cương nhìn ba thống lĩnh kia rồi nói, tả thần tướng chắc mệt lắm rồi, người đâu, mang thuốc quý của tôi ra đây. Một người nhận lệnh rồi bê một cái bình đến đưa cho Chu Thiên Cương. Chương 2064 thống lĩnh vất vả rồi. Chu Thiên Cương đi tới cạnh lều rồi nói, thủ trưởng, đây là đại địa bảo dịch, uống vào có thể nhanh chóng phục hồi sinh lực. Ngô Bình liếc nhìn rồi cười nói, đồ tốt, tôi đang cần đây. Nói rồi, anh đổ một cốc rồi đưa đến miệng một chiến sĩ bị thương nặng. Chiến sĩ đó bị thương rất nặng, người gần như bị chém thành hai đoạn, anh ấy dưng dưng nói, thủ trưởng, tôi không uống đâu, thuốc này quý quá, thủ trưởng giữ lại dùng đi ạ. Đương nhiên chiến sĩ này biết đại địa bảo dịch quý đến cỡ nào. Nghe nói người bình thường chỉ cần uống một ngụm là có thể chất như tiên. Bình thuốc quý này của thống lĩnh Chu có xuất xứ từ Côn Luân. Ngô Bình nói, im lặng, đừng nói gì hết. Chiến sĩ đó mím môi, nước mắt vẫn rơi. Anh ấy cứ tưởng mình chết chắc rồi, ai ngờ lại được tả thần tướng chữa trị cho và giữ được mạng. Đôi tay của Ngô Bình như đang múa, để điều trị cho chiến sĩ này, thi thoảng anh lại truyền ất mộc linh khí vào người anh ấy, thậm chí còn dùng tới năng lượng đặc biệt của mình. Hơn nữa, anh còn không tiếc các dược liệu quý của mình, hễ thấy dược liệu nào có tác dụng là mang ra dùng hết. 15 phút sau, chiến sĩ kia đã ngủ say rồi được người khác khiêng sang một phòng riêng để nghỉ ngơi. Thấy Chu Thiên Cương hào phóng như vậy, Dương Thiên Hóa nói, người đâu, mang cao long cốt xà của tôi đến đây. Cao long cốt xà được làm từ mỡ chăn, cực kỳ hiếm có nên được gọi là thánh dược trị thương. Ngô Bình cầm lấy lọ cao rồi cười nói, có thêm thứ này thì tốt rồi. Dương Thiên Hóa nói, thủ trưởng nghỉ ngơi đi ạ, đừng để mệt quá. Ngô Bình xua tay, không sao, tôi vẫn trụ được. Tôi sẽ kê một đơn thuốc, mọi người mau đi mua, càng nhiều càng tốt. Vâng, Dương Thiên Hóa nhanh chóng lấy giấy bút. Sau khi viết một danh sách dài, Dương Thiên Hóa đích thân dẫn người đi mua. Thanh Long cần dùng rất nhiều tài nguyên, chỉ cần một mệnh lệnh ban xuống, cả thế giới phải hành động ngay, các thế lực đều lùng sục đi tìm dược liệu. Ngô Bình vẫn cần chữa cho nhiều chiến sĩ bị thương rất nặng,
trước khi trời sáng, anh đã chữa khỏi cho 53 người. Anh không những giữ được mạng cho họ, mà còn giúp họ trở lại trạng thái bình thường ngay sau khi hồi phục. Khi mặt trời ló dạng, Ngô Bình đã mệt nhoài, anh nằm trên ghế dài, dặn các bác sĩ tiếp tục chữa trị cho những người bị thương. Ngô Bình uống ít dược liệu rồi nghỉ ngơi nửa tiếng, bấy giờ mới hồi sức. Anh ngạc nhiên phát hiện sau khi sức của mình bị vắt kiệt, thể chất của anh lại tăng lên. Anh bước ra bên ngoài, bốn thống lĩnh đều hành lễ tả thần tướng. Ngô Bình gật đầu nói, bốn thống lĩnh vất vả rồi. Thủ trưởng mới vất vả ạ, Chu Thiên Cương vội nói. Ngô Bình, mọi người đừng ở đây nữa, mau đi làm việc đi, tôi phải điều trị cho các binh sĩ tiếp đây. Thật ra bốn thống lĩnh có lời muốn nói, nhưng nghe Ngô Bình nói vậy xong thì đều ra về hết. Thuốc mà Ngô Bình cần được mang tới liên tục, anh lấy tiên đỉnh ra rồi luyện thuốc. Anh đang cần luyện loại thuốc có khả năng hồi phục vết thương và tăng sức sống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.